Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 213. Nhất bộ U Linh Xà, đây chính là liền hắn đều vô cùng e rè quái vật a, bị thí thần trực tiếp nuốt giết thì cũng thôi đi, gia hỏa này lại còn hàng phục một đầu. Không đúng, cái này không phải chân chính nhất bộ U Linh Xà. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Nói xong, quả nhiên như hắn nói, sắp phóng tới hắn nhất bộ U Linh Xà đột nhiên tan thành mây khói, hóa thành một đạo chớp lóe biến mất không thấy gì nữa. Dĩ nhiên không phải thật nhất bộ U Linh Xà. Thí thần cười đắc ý, ta thôn phệ hơn mấy chục đầu, lúc này mới có thể mô phỏng bọn chúng linh hồn công kích, không thể không nói, loại vật này công kích linh hồn rất đặc biệt. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, nhất bộ U Linh Xà công kích đương nhiên đặc biệt. Hắn tốc độ tấn mãnh như điện, lực công kích cực kỳ kinh người, chỉ bằng thí thần vừa rồi thi triển một kích kia, đã đủ để trọng thương thượng phẩm pháp tôn. Một khi thượng phẩm pháp tôn thụ thương, lấy thí thần thực lực, còn không phải nghiền ép phần. Tiêu Phàm, lúc này, Tà Vũ bọn họ đi tới, con người phòng bị hướng về bốn phía, nơi này là một chỗ cổ chiến trường, táng lấy vô số sinh linh. Vừa rồi chúng ta dò xét một phen, mảnh này khu vực rất lớn, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, khắp nơi tràn đầy chướng khí. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, bọn họ đã sớm mất đi phương hướng. Hơn nữa, hố trời phía dưới xa so với bọn họ tưởng tượng phải lớn rất nhiều, tăng thêm mê vụ bao phủ, càng là lộ ra cực kỳ thần bí cùng âm lãnh. Loại này địa phương quỷ quái, từ đâu tới cơ duyên? Tiểu Kim thấp giọng mắng thầm. Cửu thiên thập địa cùng dị ma như thế mưu cầu danh lợi tiến vào nơi đây, khẳng định có hắn bất phàm. Tiêu Phàm lại là lắc đầu. Khỏi cần phải nói, quân Bách Nhẫn cũng đã có nói, chỉ cần có thể từ táng tổ thiên mộ sống sót ra ngoài, cơ bản có thể đột phá thượng phẩm pháp tôn, cái này hẳn không phải là giả. Mặc dù trước đó bọn họ vơ vét tài nguyên không ít, nhưng là còn không đủ để mỗi người đều có thể đột phá thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn. Khả năng duy nhất, chính là trong hố trời tồn tại khó có thể tưởng tượng cơ duyên và tạo hóa. Chỉ là, loại này tạo hóa, thường thường xen lẫn lấy nguy hiểm cực lớn. Nếu như vừa rồi tiến vào không phải bọn họ, hơn nữa mặt khác tương đối yếu ớt cửu thiên thập địa tu sĩ, 8-9 phần 10 đã toàn quân bị diệt. Vậy bây giờ chúng ta đi như thế nào? Tiểu Kim lại hỏi. Tiêu Phàm nhắm hai mắt cảm ứng một hồi, ngay sau đó bỗng mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang bắn ra, chỉ trong đó một cái phương hướng, con người kiên định, đi phương hướng này. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng tất cả đều không hề nghi ngờ tin tưởng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới phóng ra bước chân, đột nhiên lại ngừng đến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, loại kia huyền diệu triệu hoán cảm giác càng ngày càng mạnh, liền huyết mạch chi lực đều ẩn ẩn có chút rung động. Mấu chốt nhất là, khi hắn lựa chọn phương hướng này về sau, bạch sắc thạch đầu vụt sáng, sáng tối chập chờn, nhưng hắn trong lòng có chút lẩm bẩm. Táng đến cùng lưu lại cho ta cái gì, để cho ta tới nơi này tìm kiếm đáp án. Tiêu Phàm trong lòng hết sức nghi hoặc. Thở sâu, hắn lần nữa hướng về phía trước đi đến. Mặt đất khắp nơi đều là khô mục thi cốt, tản ra khí tức mục nát, để người khó có thể chịu đựng. Bình thường loại địa phương này, gần như không có khả năng có bất kỳ sinh linh tồn tại. Nhưng đã trải qua trước đó thất diệp U Minh cùng nhất bộ U Linh Xà sự tình, đám người mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút hiếm thấy thảm thực vật, toàn thân đen như mực, âm khí nồng đậm, để người sợ hãi. Tiêu Phàm để đám người đem những vật này thận trọng thu thập, nơi này thực vật mặc dù ít một loại linh tính, nhưng lại ẩn chứa một cỗ ma tính. Người khác có lẽ không biết bọn chúng tác dụng, nhưng Tiêu Phàm cũng rất rõ ràng, tu la truyền thừa bên trong có không ít liên quan tới những thực vật này ghi chép. Bọn chúng nắm giữ một cái kỳ lạ xưng hô, thần ma sinh linh. Thần ma sinh linh, tên như ý nghĩa, chính là hấp thu thần tính cùng ma tính đản sinh sinh linh, bọn chúng có thể so sánh thụ ma còn muốn đặc biệt. Thụ ma dĩ nhiên có thể hấp thu ma khí, sinh ra nguyên khí, ở thái cổ thần giới xem như cực kỳ đặc thù. Nhưng những cái này thần ma sinh linh càng thêm đặc thù, không chỉ có thể hấp thu ma khí tu luyện, còn có thể hấp thu nguyên khí tu luyện, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Hơn nữa còn có một điểm, là những cái này thần ma sinh linh điểm giống nhau. Kia liền là, thần ma sinh linh đối rèn luyện vô thượng kim thân có lợi ích to lớn.
Bất quá tạm thời Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện sử dụng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tinh luyện những cái này thần ma sinh linh tinh hoa, bằng không mà nói, dù cho pháp tôn cảnh cũng chưa chắc có thể tiếp nhận hắn dược tính bá đạo. Mấy người tốc độ không vui, một ngày mới đi ngàn dặm khoảng cách. Ở nơi này âm khí âm u địa phương, bọn họ cũng không dám tùy ý ghé qua, bằng không mà nói, lấy mọi người thực lực, một bước mấy ngàn hơn vạn dặm không nói chơi. Thời gian trôi qua rất nhanh hơn một tháng, Tiêu Phàm một đoàn người đi về phía trước ba vạn dặm. Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay ngăn lại mọi người bước chân, thần sắc nghiêm lại, vẻ mặt phòng bị hướng về phía trước sương mù chỗ sâu. Loại kia triệu hoán cảm giác càng ngày càng mạnh, hẳn là ngay ở phía trước không xa. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, càng đến gần, hắn càng thêm cẩn thận. Nơi này làm sao có một cái hồ? Thạch Thánh kinh hô. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Hỗn Thiên Vụ Hồ? Tà Vũ tiến lên, thần sắc bỗng run lên. Ngươi biết, Tiêu Phàm nhíu mày. Ta nghe bốn vị thúc thúc đề cập tới. Tà Vũ gật đầu một cái, con ngươi hướng về Hỗn Thiên Vụ Hồ chỗ sâu, truyền văn, Hỗn Thiên Vụ Hồ chính là dị ma nhất tộc một vị thánh tổ biến thành. Vị kia thánh tổ không cam lòng bị ta thái cổ thần giới trí cường giết chết, tự bạo mà chết, máu của hắn hóa thành một mảnh cự hồ. Bên trong có vô số quái vật sinh tồn ở trong đó. Đám người nghe vậy, biến sắc. Người có biện pháp nào không đi qua? Mặt khác, vòng qua cái này Hỗn Thiên Vụ Hồ cần bao lâu? Tiêu Phàm cau mày, mảnh này nồng vụ bao phủ sương mù hồ, nhưng hắn để phòng không thôi. Năm đó bốn vị thúc thúc chính là từ nơi này đi qua, chỉ là cái này bên trong tin tức vạn biến, sợ là cùng lúc trước không đồng dạng. Tà Vũ đắng chát cười nói. Dừng một chút. Hắn lại lắc đầu, trịnh trọng nói, không vòng qua được đi, hố trời phía dưới, táng lấy vô số thánh tổ cấp bậc cường giả, đây cũng là nơi đây xưng là táng tổ thiên mộ nguyên nhân. Chúng ta phương hướng này gặp được Hỗn Thiên Vụ Hải, những phương hướng khác, cũng tất nhiên là mặt khác cấm địa, thậm chí khả năng so Hỗn Thiên Vụ Hải kinh khủng hơn. Nhị Thúc nói qua, những cái này thánh tổ táng địa còn ẩn chứa bọn họ còn sót lại ý chí, có thể uy hiếp bước vào bọn họ táng địa người. Phàm là kẻ ngoại lai, đều sẽ coi là đại địch, có họa sát thân. Đám người nghe vậy, nhịn không được rụt cổ một cái, con người thỉnh thoảng chuyển động, dường như bị người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm một dạng. Đã như vậy, vậy liền từ nơi này đi qua a. Tiêu Phàm đoan cơ quyết đoán, ngay sau đó lại nhìn về phía Tà Vũ nói, tất nhiên kiếm Tà Vương đã nói với ngươi việc này, nghĩ đến cũng ít nhiều biết vượt qua Hỗn Thiên Vụ Hồ phương pháp a. Không có. Lúc trước bọn họ ở sư tôn hướng dẫn dưới, trực tiếp xiết đi qua. Tà Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ. Xiết đi qua, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả đều bị tà thần sự tích sợ ngây người. Ngược lại là Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, xòe bàn tay ra, một chiếc thần chu hiện lên ở trên mặt hồ, trầm giọng nói, vậy chúng ta cũng từng giết đi. Không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm đã bước lên thần chu. Nhưng mà một khắc sau, hết sức chuyện quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy thần chu đột nhiên mau chóng chìm xuống, phàm là chạm đến nước hồ địa phương, tất cả đều nhanh chóng hư thối. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực, cả người vậy mà đứng không vững, nhanh chóng hướng về trong hồ rơi đi. Thật là mạnh lực hút, cấm bay sao? Tiêu Phàm mũi chân điểm một cái, lần nữa rơi vào mặt hồ, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Thần chu vậy mà không chịu nổi nước hồ ăn mòn, hồ nước này có vẻ như cũng quá kinh khủng đi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hồ nước, trong lòng vẻ đề phòng càng ngày càng đậm. Tiêu Phàm, ta quên nói, cái này Hỗn Thiên hồ thủy, dù cho pháp tôn cảnh rơi vào, cũng sẽ ăn mòn ngay cả cặn cũng không còn. Tà Vũ vội vàng nhắc nhở. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nhìn không được hung hăng đạp Tà Vũ hai chân, ngươi nha không nói sớm, ta nếu như té xuống. Há không phải là chết chắc. Vậy phải như thế nào mới có thể đi qua? Khương Ách hỏi. Đám người cũng là thần sắc cứng lại, nếu như ngay cả Hỗn Thiên Vụ Hồ đều không thể vượt qua, cái gì tạo hóa, cơ duyên, căn bản chính là một chuyện cười. Nhất định phải là đỉnh cấp chí bảo, ta nói đỉnh cấp chí bảo, nhất định phải đạt tới bán tổ khí, bằng không mà nói, đều sẽ bị hồ nước hòa tan. Tà Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đỉnh cấp chí bảo. Vậy cũng phải có thể phù ở trên mặt nước a. Thạch Thánh bĩu môi nói. Các ngươi có thể không nên xem thường hồ nước này sức nổi,
cho dù chân chính tổ khí, cũng có thể lơ lửng ở bên trên. Tà Vũ lắc đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Thạch Thánh, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực. Ngươi nhìn lấy ta làm cái gì? Thạch Thánh bỗng nhiên rụt cổ một cái. Ta nhớ được ngươi là vô thượng kim thân đệ ngũ đoán A. Mới có thể thừa nhận nước hồ ăn mòn. Tà Vũ khẽ mỉm cười nói. Không có cửa đâu, ta mới không đi chịu chết. Thạch Thánh thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Tiêu Phàm nghe vậy, hướng đi ven hồ, xòe bàn tay ra xuyên vào trong hồ nước. Từ từ một trận ăn mòn thanh âm vang lên, Tiêu Phàm vội vàng nắm tay xuất ra hồ nước, lập tức lộ ra bạch cốt âm u, bạch cốt mặt ngoài trán phóng màu vàng kim nhàn nhạt. Vô thượng kim thân đệ tứ đoán cũng đỡ không nổi hủ thực chi lực. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không biết thi triển tu la cửu biến có thể hay không tiếp nhận nước hồ hủ thực chi lực. Tiêu Phàm, người đây là khoe khoang. Tà Vũ trợn trắng mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm nhục thân vậy mà đạt đến đệ tứ đoán. Phải biết, hắn mới vừa vặn đột phá đệ tam đoán mà thôi. Người huyết nhục không chịu nổi hủ thực chi lực, nhưng vô thượng kim thân rèn luyện chính là kim cốt, mới có thể tiếp nhận một đoạn thời gian. Tà Vũ lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm gật gật đầu, vừa rồi hắn cũng coi là thực hiện nghiệm chứng một phen, đừng đến lúc đó tiến vào hỗn thiên vụ hồ chỗ sâu, bị trong hồ nước quái vật công kích, cái kia có thể gặp phiền toái. Ngay sau đó, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, tu la kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, sau đó trong nháy mắt trở thành trăm trượng lớn nhỏ. Lấy tay vung lên, tu la kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt hồ. Đám người nín thở ngưng thần hướng về tu la kiếm, để đám người kinh ngạc là, tu la kiếm vậy mà không có chìm xuống, mà là vững vàng rơi vào trên hồ nước. Tiêu Phàm, người kiếm đã đạt tới bán tổ khí. Tà Vũ kinh ngạc hết sức. Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách đám người cũng chẳng tốt đẹp gì, bán tổ khí A, phóng nhãn thái cổ thần giới, đoán chừng cũng không có mấy người có được. Lên đi, Tiêu Phàm không có nhiều lời, thân hình lóe lên, vững vàng rơi vào trên hồ nước. Tu la kiếm thôn phệ bốn loại nghịch thiên thần kim, bây giờ mặc dù còn chưa triệt để luyện hóa, có thể cũng không yếu với đại bộ phận bán tổ khí. Một khi đem bốn loại nghịch thiên thần kim luyện hóa, tất nhiên có thể đạt tới chân chính tổ khí cấp độ. Đám người thấy thế, tự nhiên cũng không lại do dự, nhào nhào bước lên. Tu la kiếm khẽ run lên, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm rít, cấp tốc hướng về hỗn thiên vụ hồ bờ bên kia kích xạ đi. Hồ nước nhấc lên mười mấy trượng bọt nước, phát ra trận trận oanh long thanh âm. Các ngươi nói, nếu là có thể thu thập hỗn thiên vụ hồ hồ nước, dùng để đối phó địch nhân. Thí thần ý tưởng đột phát. Đám người nghe nói như thế, ánh mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, hồ nước này thế nhưng là có được kinh khủng hủ thực chi lực, nếu như tạt vào trên người địch nhân, sợ là không chết cũng tàn phế. Trừ phi đối phương vô thượng kim thân đạt đến đệ tứ đoán. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Phải biết, đại bộ phận thiên tôn cảnh cường giả nhục thân, cũng chưa chắc có thể đạt tới vô thượng kim thân đệ tứ đoán A. Các ngươi có đồ vật có thể chứa hồ nước sao? Tà Vũ trợn trắng mắt. Đám người thật giống như bị tạt một chậu nước lạnh, cỗ kia nhiệt tình trong nháy mắt bị tưới tắt. Ngược lại là thế nhưng là thử xem, Tiêu Phàm lại là hết sức nghiêm túc gật đầu một cái, ngay sau đó lấy tay vung lên. Mảng lớn hồ nước bị hắn mang theo, sau đó biến mất ở hư không. Đám người tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, chẳng lẽ Tiêu Phàm trên người thật có đồ vật có thể chứa hỗn thiên vụ hồ hồ nước. Chấn thế đồng quan, đột nhiên, Tà Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đáng tiếc hắn chỉ có hâm mộ phần. Bọn họ cũng đều biết Tiêu Phàm trên người có mấy kiện chí bảo, nhất là chấn thế đồng quan, đây chính là lịch cổ 10 đại chí bảo đệ tam, có thể chịu được nước hồ ăn mòn. Lại không quá bình thường. Lão đại, nếu không ngươi đem hồ nước này chứa xong, vậy chúng ta liền có thể là trực tiếp đi tới A. Thí thần vẻ mặt hưng phấn nhắc nhở. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, kém chút không đứng vững. Cái này hỗn thiên vụ hồ so ngươi tưởng tượng lớn, hơn nữa hồ nước cực kỳ nặng nề, chấn thế đồng quan có lẽ có thể toàn bộ chứa nổi, đoán chừng cũng phải tiêu phí thời gian rất lâu. Tà Vũ lại là lắc đầu. Cái kia thôi được rồi. Trước đi qua quan trọng, thí thần liền vội vàng khoát tay nói. Oanh, vừa dứt lời, tu la kiếm đột nhiên mãnh liệt chấn động một cái, đám người kém chút đứng không vững, ngã ngồi ở tu la kiếm phía trên. Sau một khắc,
mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về phía trước nhìn tới, chỉ thấy một tòa hòn đảo nhỏ màu đen từ nước biển bên trong hiện lên, bốn phía hồ nước bị nhấc lên từng tầng sóng lớn, đụng chạm lấy Tu La kiếm. Trên đảo nhỏ, hỗn độn khí tức mê mang, hỗn độn vũ khí bốc hơi, tản ra để người hít thở không thông khủng bố chấn động. Tà Vũ, người không phải nói chỉ có trí bảo mới có thể tiếp nhận nước hồ hủ thực chi lực sao? Khương Ách kinh hãi lên tiếng, nhìn chằm chằm không ngừng nổi lên đảo nhỏ. Tà Vũ cũng là nghi hoặc không hiểu, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì, Tiêu Phàm, mau lui lại, đây không phải đảo nhỏ, là trong hồ sinh linh. Trong hồ sinh linh, Tiêu Phàm giật mình, thao túng Tu La kiếm nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng đây là, cao mấy chục trượng sóng biển mãnh liệt mà đến, hồ nước đen như mực, mắt thường căn bản nhìn không thấu. Nhưng mà, bọn họ lờ mờ có thể cảm nhận được một cỗ hung ác khí tức đang không ngừng tới gần. Các ngươi nhìn, cái kia sóng lớn phía trên, như có sinh linh đang chạy vội. Thạch Thánh kêu to. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chỉ thấy cái kia sóng lớn đỉnh cao, vô số đáng sợ ngư thú lao nhanh, tóe lên vô số bọt nước. Mặt hồ một trận u ám, sương mù càng ngày càng đậm, bình thêm mấy phần khí tức kinh khủng. Đây là kiếm ma ngư, Tà Vũ kinh hô, lấy ra huyết sắc tế kiếm, đứng ở phía trước, như lâm đại địch. Tiêu Phàm đám người cũng lấy lại tinh thần đến, rốt cục thấy rõ cái kia ở sóng lớn đỉnh cao chạy như bay là quái vật gì. Bọn chúng toàn thân đen kịt, toàn thân phủ đầy long lân, lấp lóe lấy đen nhánh u quang, hàn khí bắn ra bốn phía. Xem toàn thể đi lên giống như một chuôi kiếm gãy, đầu nhỏ thân lớn, thân thể đường cong càng là lộ ra một cỗ phong duệ chi khí, khủng bố tới cực điểm. Nhất là cặp kia hiện ra huyết quang con mắt, lộ ra khát máu lệ khí, để người nhìn mà phát khiếp. Nếu như không phải Tà Vũ nói ra tên của nó, đám người căn bản sẽ không tin tưởng, quái vật này dĩ nhiên là một loại cá. Mọi người cẩn thận, những cái này kiếm ma ngư đều là nguyên tôn cảnh tu vi. Tiêu Phàm trầm giọng quát. Ngay sau đó đưa tay một chỉ, từng đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, vô cùng vô tận kiếm khí ngưng tụ thành một đầu kiếm hà, nghịch sóng lớn phương hướng lao nhanh mà lên. Tương xứng, từng đợt tiếng kim loại va chạm vang lên, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung, giống như đầy trời pháo hoa nở rộ, chói lọi hết sức. Tê, nhưng mà, thí thần đám người lại là nhìn không được hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm thực lực bọn họ đều là quá rõ ràng, một kích này, đã đủ để tùy tiện diệt sát đại bộ phận hạ phẩm pháp tôn cảnh. Nhưng những cái này kiếm ma ngư nhục thân, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí chém giết. Những quái vật này, ở trong hỗn thiên vụ hồ hàng năm bị hồ nước ngâm, nhục thân sợ là không thua thượng phẩm pháp tôn. Tà Vũ con ngươi âm trầm, như lâm đại địch. Nói như vậy, bọn chúng lân phiến có thể luyện chế thành chiến giáp. Tiêu Phàm ánh mắt sáng rực. Mặc dù trong lòng cũng đồng dạng khẩn trương, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mong đợi. Đám người quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, cái này đến lúc nào rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết những cái này kiếm ma ngư, thu hoạch bọn chúng lân giáp. Sau một khắc, Tiêu Phàm động, chỉ thấy hắn mi tâm đột nhiên vỡ ra, một đạo tử sắc hư ảnh dậm chân mà ra, rực rỡ quang hoa, đem toàn bộ hỗn thiên vụ hồ đều chiếu thông minh thời khắc. Linh hồn bản thể. Đám người kinh hãi không thôi, tất cả đều lộ ra trợn mắt hốc mồm. Bọn họ làm sao không biết linh hồn bản thể ly thể đại biểu cho cái gì, đây chính là chỉ có thiên tôn cảnh cường giả mới dám làm như vậy a. Bởi vì người bình thường linh hồn bản thể quá yếu, chịu không được gió táp mưa sa, rất dễ dàng bị trọng thương. Một khi thụ thương, thế nhưng là cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Tiêu Phàm tu vi không có đạt tới thiên tôn cảnh. Nhưng hắn lại dám linh hồn bản thể ly thể chiến đấu, rất hiển nhiên, điều này nói rõ hắn linh hồn bản thể đạt đến thiên tôn cảnh. Đám người hoàn toàn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm linh hồn chi lực vì sao sẽ cường đại như thế. Diệt hồn, Tiêu Phàm cũng không có quan tâm ý nghĩ của mọi người, tử sắc linh hồn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đẩy, từng đạo tử sắc quang hoa gào thét mà ra, giống như ngàn vạn lợi kiếm chiến minh, phát ra trận trận bén nhọn chói tai kiếm rít thanh âm. Ngay sau đó, từng đợt huyên náo kêu thảm vang lên, vô số kiếm ma ngư đột nhiên con ngươi mất đi hào quang, nhao nhao hướng về sóng biển bên trong chồng rơi đi. Trường trung thiên địa, Tiêu Phàm tiện tay ném đi, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng nở rộ,
trong nháy mắt đem những cái kia chết đi kiếm ma ngư bao phủ ở bên trong, sau đó tất cả đều bị Tiêu Phàm thu nhập thể nội thế giới. Trường trung thiên địa môn này thần thông, Tiêu Phàm đã rất ít sử dụng, nhưng bây giờ dùng để thu lấy chết đi cá, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thí thần đám người tất cả đều thấy choáng mắt, còn cho là mình nhìn hoa, nhìn không được dụi dụi con mắt. Đây chính là lấy ngàn mà tính kiếm ma ngư a, vậy mà chớp mắt liền bị Tiêu Phàm một trường giết hơn phân nửa. Liền thủ đoạn này, cho dù nhiều hơn nữa kiếm ma ngư, cũng không đủ Tiêu Phàm giết a. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đứng ở tu la kiếm phía trước nhất, liên tục đánh ra mấy trường, đem cái kia lao nhanh sóng lớn đập tan, thần sắc ngược lại trở nên càng ngưng trọng lên. Kiếm ma ngư nhục thân rất mạnh, nhưng linh hồn chi lực là bọn nó nhược điểm. Thí thần lấy lại tinh thần, chiến ý tràn đầy, chuẩn bị theo đó xuất thủ. Linh hồn chi lực, mọi người ở đây, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, sợ là thuộc hắn mạnh nhất. Hơn nữa, thí thần vốn liền là am hiểu nhất công kích linh hồn, ứng phó kiếm ma ngư hẳn là càng thêm dễ như trở bàn tay. Chỉ là, làm thí thần đi đến Tiêu Phàm bên người chuẩn bị xuất thủ thời khắc, bỗng con người kịch liệt co rút lại đến mấy lần. Đám người không biết vì sao, ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy cả mảnh trời khung đều trở nên đen như mực. Không, chuẩn xác mà nói, là trước mắt mọi người xuất hiện lấp kín mênh mông vô bờ hắc tường, một cỗ chèn ép khí tức đập vào mặt. Chân trời còn có bốn cái kình thiên đại trụ, thẳng nhập thiên khung. Đây là cái gì đảo, làm sao lớn như vậy? Đám người cực kỳ không hiểu. Bọn họ cũng coi là kiến thức rộng, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua hiện tại cảnh tượng như thế này. Mấu chốt là, cái này chắn hắc tường có vẻ như còn mơ hồ có hô hấp. Đây không phải đảo, mà là một đầu quái thú, mau trốn. Tà Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lớn tiếng quát lớn. Tiêu Phàm cũng cảm nhận được cái gì, thúc giục tu la kiếm như ánh sáng, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Thí thần bọn họ vẫn như cũ có chút không tin, đây không phải là cái đảo sao, tại sao có thể là quái thú? Cái gì quái thú có lớn như vậy a? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa, quái thú này hình như là từ Hỗn Thiên Vụ Hồ bên trong nhô ra a, lớn như vậy quái vật, làm sao có thể chống đỡ được Hỗn Thiên Vụ Hồ nước hồ ăn mòn đây? Bất quá rất nhanh, bọn họ liền tin tưởng Tà Vũ mà nói. Chỉ thấy trong đó một căn kình thiên đại trụ từ mặt biển nâng lên, cấp tốc hướng về bọn họ chân áp mà tới. Đám người giờ mới hiểu được, dùng căn bản không phải cái gì kình thiên đại trụ, mà là quái vật kia một chân. Một chân thì có phương viên hơn 10 dặm phòng ngự, vậy cái này quái vật, lại phải làm sao khổng lồ. Mọi người đã không dám nghĩ tiếp, bọn họ chỉ muốn có thể nhanh chóng thoát đi nơi đây, một khi rơi vào Hỗn Thiên Vụ Hồ, tất cả mọi người bọn họ đều phải xúi quẩy. Các ngươi trước đi vào ta thể nội thế giới. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thí thần bọn họ tất cả đều bị đưa vào thể nội thế giới. Tiêu đại ca, ta lưu lại giúp ngươi. Thạch Thánh rơi vào Tiêu Phàm đầu vai, lạnh lùng nhìn phía xa Cự Vô Bá. Bỗng nhiên, Thạch Thánh động, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc hướng về quái vật kia một chân đập tới. Không muốn, Tiêu Phàm muốn ngăn cản, đã không kịp. Hắn biết rõ Thạch Thánh rất mạnh, không chỉ có là trung phẩm pháp tôn tu vi, còn có được vô thượng kim thân đệ ngũ đoán. Nhưng là, cái này quái vật cũng không yếu a, tu vi hẳn là thượng phẩm pháp tôn cảnh, hơn nữa có thể sinh tồn ở trong Hỗn Thiên Vụ Hồ, nhục thân khẳng định cũng sẽ không kém. Quả nhiên, hư không một tiếng kinh thiên nổ vang, Thạch Thánh thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, ở trên mặt hồ không ngừng quay cuồng, khơi dậy vô số bọt nước, dòng dã bay ngược mấy trăm dặm mới đứng vững thân hình. Thạch Thánh, không có sao chứ? Tiêu Phàm lo lắng hỏi, trong lòng lại là kinh ngạc, Thạch Thánh lại có thể chân đạp hồ nước mà đi, cái này sức mạnh thân thể thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Phi phi, Thạch Thánh nôn mấy ngụm hồ nước, cái này nước quá khó uống. Tiêu đại ca, ta lực lượng không phải cái này Cự Vô Phách đối thủ, sợ là thiên tôn cảnh, thậm chí bán bộ thánh tổ, về mặt sức mạnh cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng hắn. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nhìn phía xa quái vật kia đạp trên hồ nước mà đến, cau mày, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Chẳng lẽ chỉ có thể trốn sao? Nhưng cái kia Cự Vô Phách tốc độ cũng không chậm a, cho dù trốn cũng chưa chắc có thể trốn được a. Tiêu Phàm khẽ cắn môi,
cấp tốc thôi động tu la kiếm hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiêu đại ca, trốn không thoát đâu, người có thể dùng công kích linh hồn thử xem. Thạch Thánh nhìn thấy cái kia cự vô bá nhanh chóng truy sát đi lên, trên mặt lộ ra lo lắng. Tiêu Phàm không nói, không cần Thạch Thánh mở miệng, hắn sớm đã làm xong công kích linh hồn chuẩn bị. Lúc này, hắn linh hồn bản thể đã lặng yên đi tới cự vô bá quái vật phía sau, đưa tay một trường hướng về quái vật kia đầu vỗ tới. Đứng ở phía trên hắn nhảy lên một cái, cũng rốt cục thấy rõ quái vật kia là cái gì. Đó là một cái cự quy, thân thể đạt đến bên trên dài ngàn dặm, mỗi phóng ra một bước, đều sẽ nhấc lên vô tận sóng nước. Trường cương nện ở cái kia cự quy trên đầu, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Cự quy thân thể dừng lại trong nháy mắt, nhưng là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nó đột nhiên quay đầu, há mồm phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm linh hồn bản thể kích xạ mà đến. Tiêu Phàm linh hồn bản thể nhanh chóng trụy lạc tại trên người con rùa to, mấy cái lắc mình từ trên người nó rời đi, lần nữa trở về Tiêu Phàm mi tâm. Không được, cái này cự quy linh hồn rất mạnh, cho dù không bằng thiên tôn cảnh, cũng không xê xích gì nhiều, chí ít ta giết bất tử. Tiêu Phàm con ngươi hiện lạnh. Bằng vào hắn bây giờ là, thật là không phải quái vật này đối thủ, dù cho thi triển tu la cửu biến cũng không được. Trừ phi, có thể đột phá hạ phẩm pháp tôn. Đột phá hạ phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn hiện tại ba loại bản nguyên chi lực đều vượt qua 3 vạn nguyên, khoảng cách hạ phẩm pháp tôn cảnh hẳn là không có bao nhiêu khoảng cách. Chỉ là, muốn trong thời gian ngắn gia tăng đến vạn nguyên tính bản nguyên chi lực, cũng không phải tùy tiện có thể làm được, cần đại lượng nguyên khí. Thạch Thánh, cho ta mượn một chút kim nguyên thần tùy. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tiêu đại ca, ngươi không phải mình có sao? Thạch Thánh bĩu môi, bất quá vẫn là lấy ra một oa kim nguyên thần tủy cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không chút do dự, trực tiếp đem tất cả kim nguyên thần tủy nuốt vào trong bụng, sau đó vận chuyển vô tận chiến điển, nhanh chóng hấp thu trong đó kim thuộc tính nguyên khí. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm bản nguyên chi lực nhanh chóng tăng trưởng. Ngươi ngăn chặn một đoạn thời gian, ta trước nắm chặt luyện hóa. Tiêu Phàm cảm giác thân thể đều muốn nổ tung. Cái này kim nguyên thần tủy lực lượng quá mức bá đạo, cũng chính là hắn có được vô thượng kim thân đệ tứ đoán có thể kiên trì được, nếu là đổi lại những người khác, cho đã sớm tự bạo. Ngươi nhanh lên, ta kéo không được bao lâu. Thạch Thánh để lại một câu nói, nhảy lên thật cao. Tiêu Phàm thao túng tu la kiếm nhanh chóng rời xa trong chiến đấu, lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một giọng già nua, Tiêu Phàm, ta đi giúp hắn, bằng không hắn không chịu nổi. Cái kia cự quy chính là hỗn thiên ma rùa, chiến lực có thể so sánh đại bộ phận thiên tôn cảnh mạnh hơn nhiều. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra tế thiên chi môn, có chút không kiên nhẫn nói, người không làm gì được cái kia cự quy. Ta còn đang luyện hóa mặt khác thái sơ hắc kim, thực lực nhiều nhất cùng thượng phẩm pháp tôn không phân cao thấp. Tế thiên thở dài. Tiêu Phàm cũng biết tế thiên căn bản không có cần phải nói láo, thượng phẩm pháp tôn cảnh thực lực, ứng phó tìm thường thiên tôn cảnh. Có lẽ có thể làm. Nhưng cái này hỗn thiên ma rùa, cũng là cùng giai bên trong người nổi bật, hơn nữa đối phương cảnh giới vốn là đến gần vô hạn thiên tôn cảnh, tế thiên thật đúng là khả năng không phải hắn đối thủ. Ta nếu đột phá hạ phẩm pháp tôn, thì triển tu la cửu biến đệ bát biến, mới có thể cùng thiên tôn một trận chiến. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Kim nguyên thần tủy lịch luyện, hắn không có dùng để tăng lên vô thượng kim thân cảnh giới, thuần túy dùng để đề thăng tu vi. Ẩn chứa trong đó kim thuộc tính nguyên khí cực kỳ thuần túy, tăng thêm vô tận chiến điển bá đạo, chỉ cần cho hắn một canh giờ, có lẽ liền có thể trùng kích vào phẩm pháp tôn. Nơi xa, Tế Thiên cùng Thạch Thánh hai cái một lần lại một lần bị hỗn thiên ma rùa đánh bay. Cũng chính là bọn họ hai cái, sức mạnh thân thể cơ hồ đạt đến cực hạn, nếu là đổi lại những người khác, khẳng định đã sớm thần hồn câu diệt. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm thời không bản nguyên chi lực từ hơn 4 vạn nguyên tăng trưởng đến gần 5 vạn nguyên, rốt cục ngừng lại. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, 4 vạn 8.000 nguyên, hẳn là thượng phẩm nguyên tôn cảnh mức cực hạn. Ngay sau đó, hắn tâm thần dừng lại ở hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng sát lục bản nguyên chi lực bên trên. Sát lục nguyên tuyền cùng kiếm đạo nguyên tuyền nhanh chóng vận chuyển, dường như vượt qua bọn chúng phụ tải đồng dạng, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ. Tựa như toàn thân kinh mạch đều muốn xé rách.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm chú ý tới, xa xa Thạch Thánh cùng Tế Thiên hai cái, toàn thân đã nứt nẻ không ít, rịn ra tỉ mỉ máu tươi. Tiêu đại ca, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa, ngươi nhanh lên. Thạch Thánh giống to, khẽ cắn môi lần nữa xông tới. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Thạch Thánh lần nữa bị oanh bay. Tế Thiên vội vàng bổ đi lên, không ngừng oanh sát Hỗn Thiên Ma Rùa, hư không phát ra trận trận tiếng sấm, đây là cực hạn thân thể va chạm. Sóng lớn một tầng lại một tầng hướng về Hỗn Thiên Vụ Hồ bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, toàn bộ hồ cũng bắt đầu bạo loạn không chịu nổi. Mặt khác một chút vượt hồ người, tất cả đều kinh hãi không thôi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ là tán phát khí tức, cũng đủ để tùy tiện giết bọn họ. Đương nhiên, cũng có một chút cường đại người, chẳng những không có e ngại, ngược lại chậm rãi hướng về bạo loạn trung tâm tới gần, ôm lòng chờ may mắn lý, muốn tìm cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Nửa canh giờ về sau, Thạch Thánh cùng Tế Thiên hai cái toàn thân rạn nứt không chịu nổi, máu tươi dọc theo vết rạn chảy xuôi. Xong đời, Thạch Thánh khổ sở mặt, một lần này hắn thật liều mạng. Trước đó không ngừng thúc giục Tiêu Phàm, chỉ là hắn cố ý hành động mà thôi, muốn cho Tiêu Phàm dành thời gian. Nhưng hiện tại, hắn thật đạt đến cực hạn. Oanh, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm vị trí truyền ra một tiếng rung trời nổ vang, một đạo cầu vòng bay thẳng cửu tiêu, xé ra thiên vũ. Huyết sắc sát phạt bản nguyên chi lực, màu xám cho hỗn độn bản nguyên chi lực, tử sắc thời không bản nguyên chi lực vờn quanh quanh thân, trói lọi đến cực điểm, đâm đến người hai mắt đều không mở ra được. Ba cái nguyên tuyền càng là giống như thượng thiên chi nhãn, vờn quanh quanh thân, chung quanh hư không bắt đầu sụp đổ, hoàn toàn không chịu nổi hắn lực lượng. Cùng lúc đó, hắn khí thế không ngừng kéo lên, cấp tốc xông mở một tầng gông cùm xiềng xích. Đột phá, Thạch Thánh hết sức kinh hỉ. Tế Thiên ngưng tụ ra một trương mặt mũi già nua, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, dù cho đột phá thượng phẩm pháp tôn khí thế, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hắn vậy mà đồng thời lĩnh ngộ ba loại bản nguyên, hơn nữa như thế hùng hậu. Tế Thiên cái gì chưa thấy qua, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm như vậy bá đạo cùng cường thế. Hạ phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đây chính là đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh lực lượng sao? Chờ chút, Tiêu đại ca, người đột phá hạ phẩm pháp tôn, tại sao không có pháp tướng? Thạch Thánh hét lớn, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cũng khó trách hắn làm sao kinh ngạc, phải biết, bất luận kẻ nào đột phá pháp tôn cảnh, đều sẽ ngưng tụ pháp tướng A, cho dù muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Tiêu Phàm tại sao không có bất luận cái gì pháp tướng đây? Tế Thiên cũng lấy lại tinh thần đến, thần sắc hết sức ngưng trọng, Tiêu Phàm, cẩn thận cảm ứng một lần, người pháp tướng. Pháp tướng, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Thạch Thánh biến sắc, chẳng lẽ đột phá thất bại? Đột phá thất bại, Tiêu Phàm trên mặt trở nên hết sức ngưng trọng lên, hắn tự nhiên cũng biết pháp tôn pháp tướng. Lần trước Nam Cung Tiêu Tiêu đột phá hạ phẩm pháp tôn, liền hiện lên một tôn vô địch chiến thần hư ảnh, kia liền là pháp tôn cảnh cường giả pháp tướng. Pháp tướng đối tu sĩ thực lực nhất định có gia trì tác dụng, nhưng là tác dụng không lớn. Hắn tác dụng lớn hơn, ngược lại là đại biểu cho tu sĩ tương lai tiềm lực, cái gọi là pháp tướng kỳ thật chính là tu sĩ nội tâm rõ ràng nhất võ đạo chi lộ. Nói chung, pháp tướng càng mạnh, hắn tương lai tiềm lực cũng càng lớn. Nhưng Tiêu Phàm, cái gì pháp tướng đều không có, chẳng phải là đại biểu hắn võ đạo chi lộ cũng mất. Không đúng, ta đích xác đột phá pháp tôn cảnh. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, cảm thụ được bản thân lực lượng, hắn có thể xác định, mình quả thật đột phá đến hạ phẩm pháp tôn cảnh. Về phần vì sao không có pháp tướng, chính hắn cũng không rõ ràng. Giống cũng đúng lúc này, một tiếng kêu to từ đằng xa truyền ra, cự quy phát cuồng. Đem Thạch Thánh cùng Tế Thiên hai cái quét bay ra ngoài, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Tiêu Phàm vừa rồi đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh động tĩnh quá lớn, cho cự quy mang đến một loại không nhỏ áp lực, hắn trong nháy mắt tập trung vào Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm nào dám có nửa điểm chần chờ, vội vàng thi triển tu la đệ bát biến, hắn mặc dù sớm đã tu luyện thành công, nhưng còn là lần đầu tiên chân chính thi triển. Trước đó hắn cảnh giới quá thấp, nhục thân quá yếu. Cho dù thi triển cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng lần này, hắn lộ ra càng là nhẹ nhõm.
chỉ thấy một đầu cao khoảng một trượng tử kim sắc tu la lăng không mà đứng, dường như không nhìn phía dưới hỗn thiên vụ hồ hấp lực, một đôi cốt xí rực rỡ ngời ngời, giống như thần kim đúc thành, lóa mắt hết sức. So với tu la đệ thất biến, Tiêu Phàm cảm giác lực lượng bây giờ lại tăng mạnh rất nhiều, tăng thêm hắn vốn là vô thượng kim thân đệ tứ đoán, bây giờ đã không thua vô thượng kim thân đệ ngũ đoán nhục thân cường độ. Lực lượng thật là bá đạo, nếu như ta tu luyện thành vô thượng kim thân đệ ngũ đoán, chẳng phải là có thể so với đệ lục đoán. Tiêu Phàm trong lòng khó có thể bình tĩnh. Phải biết, thái cổ thần giới đã biết nhục thân cường độ, cũng vẻn vẹn vô thượng kim thân đệ ngũ đoán a. Mà có được tu la cửu biến hắn, có thể vượt qua đỉnh phong, cái này khiến hắn làm sao không thích. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, cự quy một bước mấy ngàn dặm, chớp mắt liền đi tới trước người hắn, một cái bàn chân khổng lồ hung hăng trà đạp mà xuống. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, lấy tay một chảo, tu la kiếm trong nháy mắt rơi trong tay hắn, tử kim sắc tu la kiếm, dường như cùng Tiêu Phàm vốn là một thể. Giết, một tiếng quát chói tai. Tiêu Phàm giang hai cánh ra, phóng lên tận trời, một đạo kiếm hà nghịch thiên mà lên, bay thẳng cự quy kình thiên chân to. Phốc phốc, mưa máu tầm tã vương vãi xuống, ngay sau đó vang vọng cửu tiêu kêu thảm vang lên, thiên khung run rẩy kịch liệt, hỗn thiên vụ hồ lay động không chịu nổi. Kinh khủng sóng gió cuốn về phía không trung, cả mảnh thiên không đều trở nên càng thêm âm u. Hô, Tiêu Phàm cấp tốc hiện lên sóng gió tập kích, hít sâu mấy khẩu khí. Vừa rồi một kiếm, hắn mặc dù cắt ra cự quy một cái móng vuốt, có thể đã hao tổn phế đi hắn không ít lực lượng, cự quy nhục thân phòng ngự không chỉ là bề ngoài, kỳ cốt đầu càng cứng rắn hơn. Tu la kiếm thế nhưng là đạt đến bán tổ khí tồn tại, nhưng vẫn như cũ một kiếm chém không đứt cự quy một cái chân. Loại này tồn tại, nếu như đưa lên trong chiến trường, tuyệt đối là cỗ máy giết chóc một dạng tồn tại. Những nơi đi qua, tất nhiên là một mảnh tu la tràng. Cự quy phát cuồng, dường như quyền uy của mình nhận lấy khiêu chiến, trong miệng điên cuồng phun ra quả cầu ánh sáng màu đen, ở hỗn thiên vụ hồ phía trên nổ tung. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm cấp tốc né tránh, miễn cưỡng tránh thoát những cái kia quang cầu oanh sát, nhưng là thở không ra hơi. Cái này còn không phải cự quy cực hạn sao? Tiêu Phàm kim sắc mâu tử trán phóng lãnh quang. Hắn bây giờ đã có được cùng phổ thông thiên tôn cường giả thực lực đánh một trận. Có thể vậy mà cùng chỉ có phòng ngự phần, khó trách Thạch Thánh cùng Tế Thiên hai cái một mực bị đè lên đánh. Tiêu đại ca, nếu không đi thôi, lấy ngươi hiện tại tốc độ, hắn khẳng định đuổi không kịp chúng ta. Thạch Thánh kêu to, nhắc nhở Tiêu Phàm. Chờ thêm chút nữa, Tiêu Phàm rất muốn thử xem mình bây giờ thực lực đến cùng đạt đến cái gì trình độ, hóa thân tu la hắn, có thể rong ruổi vào hư không, tùy thời đều có thể chạy trốn. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa xông tới, tu la kiếm vũ động, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ. Cự quy cũng nghiêm túc rất nhiều, thân thể không còn đần như vậy kém cỏi, bốn đầu chân không ngừng giận đập mà xuống, chấn động đến hư không run không ngừng, hỗn thiên vụ hồ càng là bạo động không thôi. Trong hồ mặt khác sinh linh, điên cuồng chạy trốn, cũng không dám lại ôm bất luận cái gì lòng chờ may mắn lý. Động tĩnh lớn như vậy, một khi bị công kích được, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết. Tiêu Phàm mỗi một kiếm, đều có thể xé mở hư không, tạo thành hủy thiên diệt địa phá hư, có thể rơi vào trên người con rùa to, vậy mà lại là đốm lửa bắn tứ tung. Cái này hỗn thiên ma quy thực lực, vượt xa Tiêu Phàm tưởng tượng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, giết không chết hắn, chỉ có thể trước thoát đi nơi đây. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Giống, nhưng mà lúc này, cự quy đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, thật là lớn thân thể trực tiếp vọt lên. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy hỗn thiên ma quy chấn áp mà xuống, giống như một vùng trời băng sụp xuống, trước mặt hắn trong nháy mắt trở nên hắc ám hết sức. Không chờ hắn thoát đi nơi đây, hỗn thiên ma quy bốn cái kình thiên đại trụ ầm vang rơi ở hỗn thiên vụ hồ phía trên, từng đạo hào quang nhỏ yếu ở cái kia bốn đầu chân lớn phía trên nở rộ. Cơ hồ trong lúc hô hấp liền nối thành một mảnh, giống như một cái to lớn lồng giam, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Không tốt, Tiêu Phàm, mau trốn. Tế Thiên vội vàng kêu to. Tiêu Phàm trong lòng một trận giận mắng, người nhà đã sớm không nói, hiện tại ta đều bị nhốt rồi, còn thế nào trốn. Hắn một kích toàn lực chém giết mà ra, nhưng mà màn sáng kia vẻn vẹn chấn động một cái,
có lẽ là xé mở một đạo khe hở, nhưng cơ hồ trong cùng một lúc liền dung hợp. Tiêu Phàm sắc mặt run lên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đè ép lực lượng tác dụng ở trên người hắn, hơn nữa càng lúc càng lớn, liền hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Hắn mắt thường nhìn thấy hư không, vậy mà bắt đầu trở nên nặng xếp, vừa bắt đầu Tiêu Phàm còn lấy bản thân thừa nhận lực lượng quá lớn, bị hoa mắt. Nhưng hắn rất nhanh liền biết, đây không phải nhìn lầm, mà là không gian đều bị đè ép biến hình. Cũng chỉ hắn bây giờ nhục thân có thể chống đối, nếu là đổi lại bình thường vô thượng kim thân đệ tứ đoán, chỉ sợ cũng muốn bạo thể mà chết. Làm sao bây giờ, Tiêu Phàm trong đầu phi tốc hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, tìm kiếm lấy phá giải nổ. Áp lực này càng ngày càng mạnh, kiểu gì cũng sẽ vượt qua hắn thừa nhận cực hạn, đến lúc đó tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm gân xanh trên trán bạo khởi, bắp thịt cả người, huyết mạch, cũng ẩn ẩn cảm nhận được một loại bành trướng lực lượng, dường như muốn nổ tung một dạng. Vốn cho rằng đột phá hạ phẩm pháp tôn, liền có thể cùng thiên tôn một trận chiến, xem ra, ta vẫn là đánh giá cao mình. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hai mắt phủ đầy huyết sắc, thân thể cũng chậm chậm câu lên, dường như gánh chịu lấy một phương thiên địa, có chút không đứng thẳng. Trầm ngâm mấy tức. Tiêu Phàm chật vật thẳng tắp lấy lồng ngực, cắn răng nghiến lợi hướng về Hỗn Thiên Ma Quy, giơ thẳng lên trời giận dữ hét, thiên cũng không thể giết ta, người càng không được. Giống, Tiêu Phàm giơ thẳng lên trời gầm thét, từng vòng tử kim sắc quang hoa hóa thành năng lượng khí lãng đánh thẳng vào mặt hồ, hồ nước đều bị ép xuống hơn mấy trăm trượng. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt dung hợp ba loại bản nguyên chi lực, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Đây chính là gần 15 vạn bản nguyên chi lực, phải biết, cho dù tầm thường thiên tôn cảnh cường giả, cũng mới 10 vạn ra mặt bản nguyên chi lực mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Phàm đối bản nguyên chi lực khống chế độ, cũng đều đạt đến 8 phần 10 trở lên, coi như đại bộ phận thiên tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể đạt tới hắn trình độ này. Nói cách khác, hắn có thể đủ phát huy ra dòng giã 12 vạn bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực, đã có thể quét ngang 8-9 phần 10 thiên tôn cảnh tu sĩ. Tiêu Phàm một kiếm còn chưa chém ra, vẻn vẹn chỉ là tụ thế mà thôi, liền đã thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức quét sạch toàn trường. Hỗn Thiên Ma Quy dường như cũng cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt, vô số đường vân bỗng từ trên người hắn tràn ngập mà ra, hóa thành vô số sức mạnh huyền diệu dung nhập nó bốn đầu kình thiên đại trụ. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang truyền ra, Tiêu Phàm vị trí phiến kia không gian chật hẹp triệt để bạo loạn. Không gian đều không ngừng vỡ nát, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Nhưng mà, cái kia bốn đầu kình thiên đại trụ lại là bất động mảy may, dù cho phía trên xuất hiện không ít vết kiếm, máu tươi chảy ra, Hỗn Thiên Ma Quy cũng chưa từng gầm nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng chuẩn bị mài chết Tiêu Phàm. Tiêu đại ca, ta tới giúp ngươi. Thạch Thánh hét lớn một tiếng, nện bước trầm trọng bước chân chuẩn bị lần nữa xông đi lên. Không nên đi qua. Tế Thiên liền vội vàng kéo Thạch Thánh, mặt mũi già nua lộ ra một vòng ngưng trọng. Chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết sao? Thạch Thánh hung thần ác sát nhìn xem Tế Thiên. Lúc này, Tế Thiên con người bỗng co rụt lại, mặt mũi già nua lộ ra kinh sợ, thanh âm hết sức run rẩy, đây là... Thạch Thánh không biết vì sao, quay đầu nhìn về Tiêu Phàm vị trí nhìn tới, sau một khắc, hắn thần sắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân. Một phiến hỗn độn chi khí lan tràn ra, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, màu xám cho hỗn độn vũ khí che khuất bầu trời, bọn họ đã không nhìn thấy Tiêu Phàm thân hình. Chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn vũ khí không ngừng dâng trào, hoàn toàn không có đình chỉ xuống ý tứ. Rất nhanh, hỗn độn vũ khí liền đem Hỗn Thiên Ma Quy bao phủ ở bên trong. Phải biết, Hỗn Thiên Ma Quy thân thể thế nhưng là phạm vi mấy ngàn dặm a, Tiêu Phàm quanh thân tán phát hỗn độn chi khí. Vậy mà như thế cuồn cuộn. Mau lui lại, Tế Thiên thấp giọng kinh hô, nhanh chóng hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Bọn họ đứng ở ngoài vạn dặm, đều nhanh muốn bị hỗn độn vũ khí chạm đến, có thể nghĩ hắn khuếch tán tốc độ nhanh chóng. Hơn nữa, cái này hỗn độn vũ khí tản ra một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, để Tế Thiên đều cực kỳ kiêng kỵ. Đây là vật gì? Thạch Thánh trợn mắt hốc mồm, lấy hắn truyền thừa ký ức. Cũng cảm thấy mình có chút vô tri. Vạn linh chưa sinh, hỗn độn vừa mở. Tế Thiên hít sâu mấy khẩu khí, trầm trọng đột xuất tám chữ,
Thạch Thánh vẻ mặt mộng bức, đều là vẻ không hiểu, nhịn không được mắng, nói tiếng người. Ngươi không phải nói hắn không có pháp tướng sao? Tế Thiên cái kia thâm thúy tang thương con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm vị trí, đây chính là hắn pháp tướng. Làm sao có thể? Thạch Thánh trợn mắt hốc mồm, người pháp tướng làm sao có thể có lớn như vậy, này cũng phương viên mấy vạn dặm. Hơn nữa còn là một loại trong truyền thuyết dị tượng, đây là hỗn độn sơ khai cảnh, hắn tương lai, ai cũng nhìn không thấu a. Tế Thiên hết sức cảm khái nói. Mặc dù bình thường mà nói, pháp tướng đại biểu cho một người tương lai võ đạo tiềm lực, nhưng là bây giờ Tiêu Phàm pháp tướng quá không thể tưởng tượng nổi, cho dù sống vô số tuế nguyệt Tế Thiên cũng chưa bao giờ thấy qua. Nhìn không thấu liền nhìn không thấu, dù sao hắn khẳng định rất mạnh. Thạch Thánh nhe răng cười một tiếng, hiện tại, đại gia hỏa sợ là dọa đến phát run a. Hỗn độn vũ khí bên trong, Tiêu Phàm há mồm thở dốc, đã biến thành bản thể bộ dáng. Ở hắn dưới chân, là một khỏa to lớn đầu, trong tay hắn lợi kiếm xuyên qua đầu, máu tươi giống như nước giếng một dạng không ngừng dâng trào. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt hơi trắng bệch. Vẻ mặt âm trầm nhìn xem dưới chân cự quy. Vừa rồi một đòn, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng, cái này mới miễn cưỡng phá mở hỗn thiên ma quy vây nhốt, hơn nữa một kiếm đâm xuyên qua đầu của nó. Từng đợt gầm nhẹ từ hỗn thiên ma quy trong miệng truyền ra, nó giãy giụa lấy muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhiều lần rơi xuống ở trên hỗn thiên vụ hồ. Tiêu Phàm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Rơi vào cự quy cái kia thật lớn con mắt trước mặt, giơ lên trong tay kiếm, chuẩn bị lần nữa chém xuống. Hắn hiện tại, mặc dù đã tiêu hao hết bản nguyên chi lực, nhưng cũng so hỗn thiên ma quy tốt hơn nhiều lắm, muốn giết hắn, căn bản không cần phí chuyện lớn gì. Vạn linh chưa sinh, hỗn độn vừa mở, ngươi là người nào, thế nào sẽ có như thế pháp tướng? Hỗn thiên ma quy đơn giản phun ra một câu, trong giọng nói đều là nồng nặc không cam lòng. Tuy nói pháp tướng đối với người thực lực tăng lên tác dụng không lớn, nhưng là, bằng vào Tiêu Phàm một kiếm kia muốn cho nó chí mạng bị thương cũng không dễ dàng. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm pháp tướng xuất hiện thời khắc, nó tâm thần nhận lấy cực lớn trùng kích, dẫn đến lực lượng thời gian ngắn không ở đỉnh phong, lúc này mới cho Tiêu Phàm cơ hội xuất thủ. Người giết ngươi, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đối hỗn thiên ma quy không có nửa điểm hảo cảm. Hỗn thiên ma quy cường đại. Hắn cũng chân chính thấy được, nếu để cho nó khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó tất nhiên là phiền toái cực lớn. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, hỗn thiên ma quy toàn thân run rẩy dữ dội, nhất là cái kia kiếm khí bén nhọn, để nó toàn thân phát lạnh. Vô số tuế nguyệt đến, nó còn là lần đầu tiên cảm thấy tử vong cách mình gần như thế. Buồn cười chính là, bản thân vẫn là chết ở một cái hạ phẩm pháp tôn cảnh trong tay. Mắt thấy Tiêu Phàm một kiếm chém xuống. Hỗn thiên ma quy đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, một kiếm kia lại thật lâu chưa từng rơi xuống, hỗn thiên ma quy rõ ràng cảm nhận được một cỗ kiếm khí đau nhói, một kiếm này đủ để đem nó hư nhược nhục thân chém thành hai khúc. Nó muốn chạy trốn, nhưng thân thể căn bản không thể động đậy. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội, thần phục với ta. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Lấy hỗn thiên ma quy thực lực, nếu như có thể tỏa trấn vô tận thần phủ. Cho dù gặp gỡ chân chính thiên tôn cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại a. Hơn nữa, gia hỏa này có vẻ như còn không phải thiên tôn cảnh, cũng liền giải thích nó còn có lớn lên không gian. Nếu như đột phá chân chính thiên tôn cảnh, sợ là bán tổ cảnh cũng dám một trận chiến. Hỗn thiên ma quy có chút do dự, cũng không có lập tức đáp ứng, hiển nhiên, ở tôn nghiêm cùng sinh mệnh tầm đó, hắn không cách nào xác thực lấy được một đáp án. Táng tổ thiên mộ, không bao lâu liền sẽ biến mất, ngươi thực lực cố nhiên không tồi, nhưng đến lúc đó sớm muộn sẽ biến thành người khác chiến sủng. Tiêu Phàm lãnh đạm nói một câu. Cũng không phải hắn đang lừa dối hỗn thiên ma quy, chỉ là đang kể rõ một sự thật mà thôi. Theo ngũ đại hung địa mở màn, trong thiên địa cường giả chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, thậm chí xuất hiện thánh tổ cấp bậc cường giả, hỗn thiên ma quy tất nhiên không tránh thoát. Hỗn thiên ma quy do dự nửa ngày. Một sợi hắc sắc quang mang từ hắn mi tâm bắn ra, rơi ở trong tay Tiêu Phàm, ngay sau đó cung bái cúi đầu, hỗn thiên, bái kiến chủ nhân. Lão đại, người thật lợi hại, thậm chí ngay cả cái này to con đều có thể hàng phục. Thí thần vẻ mặt khen ngợi nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kính nể.
ở dưới chân bọn hắn, một tòa thật to đảo nhỏ nhanh chóng tiến lên, theo gió vượt sóng, có thể so sánh ở Tu La Kiếm muốn bình ổn nhiều. Tòa này đảo nhỏ không đặc biệt, chính là bị Tiêu Phàm hàng phục Hỗn Thiên Ma Quy. Tiêu Phàm, về sau đem cái này đại gia hỏa ném lên chiến trường, nhất định chính là đánh đâu thắng đó a. Tà Vũ trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm. Hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào hàng phục cái này to con, nhưng là hắn biết rõ, bản thân nhất định là không làm được. Lần này, lại bị Tiêu Phàm bỏ rơi xa. Hơn nữa, Tiêu Phàm có vẻ như đã đột phá hạ phẩm pháp tôn, tiếp đó, hắn cũng phải tăng nhanh tốc độ mới được. Hy vọng không có mắt đồ vật chọc tới ta. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Có Hỗn Thiên Ma Quy ở bên người, chỉ cần không gặp bán bộ thánh tổ trở lên cường giả, hắn cơ hồ có thể đi ngang. Đương nhiên, bây giờ hắn thực lực, cũng đầy đủ địch nổi tìm thường thiên tôn cảnh cường giả, căn bản không cần thiết mượn nhờ Hỗn Thiên Ma Quy lực lượng. La sư huynh, vừa rồi động tĩnh kia hẳn là bọn họ làm ra. Vừa dứt lời, đột nhiên nơi xa truyền đến từng tiếng quát chói tai, chỉ thấy một chiếc hoàng kim thuyền nhỏ nhanh chóng rong ruổi ở trên mặt hồ. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, vững vàng rơi vào Hỗn Thiên Ma Quy trên lưng. Tiểu tử, muốn chết thống khoái một chút, liền đem đồ vật giao ra. Cầm đầu cả người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử lạnh lùng đảo qua Tiêu Phàm đám người. Ánh mắt kia hết sức sắc bén cùng lãnh ngạo, dường như đang nhìn xuống một đám kẻ yếu. Tiêu Phàm đám người biểu tình vẻ cổ quái, mới vừa rồi còn nói cái nào không có mắt chọc bọn họ, tất nhiên sẽ chết chắc. Ai ngờ nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa. Mấu chốt là, muốn bản thân một nhóm giao đồ vật, cũng không cái gì có thể kết giao a. Thứ gì, thí thần hí ngược cười một tiếng, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem mấy người. Đám người kia, lại còn dám chủ động tìm tới cửa, chẳng lẽ hố trời bên ngoài một trận chiến, còn không có trấn trụ bọn họ sao? Thạch Thánh nhỏ giọng thầm thì nói. Bình thường mà nói. Bọn họ cường thế diệt Hỗn Trụ Thánh giới ma tộc cường giả, hẳn không có mắt dám tìm bọn họ để gây sự mới đúng. Hay là nói, đám người này so Hỗn Trụ Thánh giới người còn mạnh hơn. Giả ngây giả dại, hắc sắc chiến giáp nam tử lạnh rên một tiếng, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, các ngươi cho rằng giấu giếm được sao? Không nên ép chúng ta tự mình động thủ. Nói xong, phía sau hắn một đám người tất cả đều chán phóng khí thế cường đại. Mỗi người đều là hạ phẩm pháp tôn cảnh giới. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm một đoàn người cũng liền một hai cái hạ phẩm pháp tôn cảnh, phần lớn người đều là thượng phẩm nguyên tôn, thậm chí còn có một cái trung phẩm nguyên tôn, nơi nào sẽ để ở trong lòng. Tiêu Phàm nghe vậy, rốt cục xem như minh bạch. Hóa ra vừa rồi cùng Hỗn Thiên Ma Quy một trận chiến, náo ra động tĩnh lớn như vậy, những người này tưởng rằng cái gì dị bảo xuất thế, muốn tới cướp đoạt cơ duyên. Đồ vật ngược lại là có thể cho các ngươi, chỉ là... Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Kỳ kỳ oai oai nhiều như vậy, muốn chết sao? Chúng ta chính là Thiên Long Thánh giới người, nói các ngươi cũng không biết, Thiên Long Thánh giới ở 19 thánh giới bên trong thế nhưng là xếp hạng đệ cửu. Trong đó một cái sắc mặt đỏ ngầu dị ma cười lạnh nói, thái độ cực kỳ cường thế. Tiêu Phàm một đoàn người nghe vậy, dọa đến sắc mặt biến hóa, trừ bỏ Trúc Hồng Tuyết bên ngoài. Tất cả đều về sau vừa lui mấy bước. Một đám hí tinh, Trúc Hồng Tuyết trong lòng thầm mắng. Tất yếu cùng bọn hắn diễn kịch sao? Thiên Long Thánh giới chỉ bất quá xếp hạng đệ cửu mà thôi, đoàn người mình thế nhưng là liền xếp hạng đệ ngũ Hỗn Trụ Thánh giới người đều giết qua. Cái này nương môn không sai, là sư huynh, đến lúc đó ngài chơi chán, cần phải ban thưởng cho chúng ta chơi đùa. Xích Hồng Dị Ma tà tà cười một tiếng. Tự tìm cái chết. Không đợi Trúc Hồng Tuyết mở miệng, Tà Vũ liền thốt nhiên đại lục. Nha, liền nữ nhân lão tử chủ ý cũng dám đánh, các ngươi chán sống rồi. Muốn động thủ đúng không? Xích Hồng Dị Ma khinh thường, tiến lên một bước, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, lại bị hắc sắc chiến giáp dị ma ngăn lại, các ngươi cũng đừng rượu mời không uống uống rượu phạt, chờ chút chết nhưng không có thống khoái như vậy. Ta còn không có nói hết lời đây. Tiêu Phàm cũng liền vội vàng kéo Tà Vũ, đồ vật chúng ta có thể cho các ngươi, liền sợ các ngươi không dám muốn. Thực sự là chê cười, trong thiên hạ, có chúng ta không dám muốn sao? Hắc sắc chiến giáp nam tử giơ cằm lên, quan sát Tiêu Phàm bọn họ, cười lạnh không thôi. Một đám không có cốt khí phế vật,
dăm ba câu liền bị lão tử dọa cho sợ rồi. Hỗn thiên, có người muốn mang ngươi đi, ngươi tự xem xử lý. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó lấy tay lấy ra tu la kiếm, mang theo đám người trong nháy mắt bay vào trong hồ nước. Cùng lúc đó, dưới đáy nước phát ra gầm nhẹ một tiếng, trên mặt nước hải đảo không ngừng lên cao. Muốn chạy, hắc sắc chiến giáp nam tử đám người cho rằng Tiêu Phàm muốn chạy trốn, vừa mới chuẩn bị đuổi theo, ai ngờ đất đai dưới chân đột nhiên mãnh liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Xích Hồng Dị Ma sắc mặt khó coi, ngay sau đó bọn họ vội vàng lấy ra hoàng kim thuyền nhỏ, lần nữa về tới trên mặt hồ. Chỉ là, to lớn sóng biển trong nháy mắt đem hoàng kim thuyền nhỏ tung bay, đen nhánh hồ nước tung tóe trên người bọn hắn, nhìn xuống bọn hắn nhục thân. Chỉ một thoáng, một trận bén nhọn kêu thảm vang lên, bọn họ chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, toàn bộ thiên khung đều rất giống càng thêm hắc ám. Hắc sắc chiến giáp dị ma bỗng nhiên quay đầu nhìn đi, lại là nhìn thấy một tòa bên trên 1000 dặm chu vi hòn đảo từ trong mặt hồ xông ra. Trước đó cảm nhận được cỗ kia sợ hết hồn hết vía khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở trong lòng mọi người. Đây là cái gì quái vật? Mặt khác dị ma cũng là kinh hô không thôi, trên mặt đều là tuyệt vọng. Lúc này, Tiêu Phàm khống chế tu la kiếm xuất hiện ở đây nhóm dị ma cách đó không xa, trên mặt lộ ra hí ngược, các ngươi không phải là muốn ta có được đồ vật sao? Đồ vật cho các ngươi, làm sao dọa thành dạng này? Thiên Long Thánh Giới đám người lúc này mới ý thức tới, trên mặt lộ ra hoảng sợ, thiếu chút nữa thì không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Quái vật này tán phát khí tức, thế nhưng là không kém gì thiên tôn cảnh a. Tiêu Phàm những người này, liền bậc này quái vật đều có thể hàng phục, thực lực kia lại phải làm sao khủng bố. Cho dù là đồ đần, cũng biết, bản thân lần này đã trúng thiết bản. Các hạ, vừa nãy là một trận hiểu lầm, chúng ta lập tức rời đi. Hắc sắc chiến giáp dị ma vội vàng nói xin lỗi nói. Nói xong, quay người liền chuẩn bị rời đi. Không phải mới vừa nói phải cho ta thống khoái sao? Tiêu Phàm nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, thay vào đó là một trương lạnh như băng khuôn mặt. Thiên Long Thánh Giới mọi người sắc mặt so ăn cứt còn khó chịu hơn, hắc sắc chiến giáp dị ma cho đám người một cái sắc mặt, sau đó tốc độ cao nhất thao túng hoàng kim thuyền nhỏ thoát đi nơi đây. Oanh, cũng đúng lúc này, không trung một cái bàn chân khổng lồ trà đạp mà xuống, xinh xinh đem thằng hề dẫm vào bên trong hỗn thiên vụ hồ. Tiêu Phàm đám người vội vàng nhảy lên, rơi vào hỗn thiên ma quy trên lưng. Thật lâu, mặt hồ lúc này mới bình tĩnh trở lại, có thể Thiên Long Thánh Giới dị ma, một cái đều không xuất hiện. Chỉ có trên mặt hồ một đầu hoàng kim thuyền nhỏ, ở mặt nước rong chơi. Dạng này rác rưởi, cũng dám cùng chúng ta giật đồ. Thạch Thánh khinh thường xì cục đàm, hắn thật không biết Thiên Long Thánh Giới người, là dũng khí từ đâu tới. Hỗn thiên, tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, mệnh lệnh hỗn thiên ma quy tiếp tục hướng về hỗn thiên vụ hồ bờ bên kia bơi đi. Hắn nội tâm thủy chung nhớ táng lời nói, bây giờ càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này, hắn cũng không muốn táng vật lưu lại rơi ở trong tay người khác. Hỗn thiên ma quy tốc độ rất nhanh, mấy ngày sau, âm u khắp chốn thổ địa hiện lên ở đám người tầm mắt. Một cỗ thương mang chi khí đập vào mặt, chẳng biết tại sao. Đám người trong lòng có chút đau thương. Ta làm sao bất chi bất giác rơi lệ. Thí thần sờ lấy khóe mắt, nước mắt bất kể như thế nào đều ngăn không được. Ta cũng vậy, có phải hay không hạt cát vào con mắt. Thạch Thánh vuốt mắt, vẻ mặt phiền muộn, ta thế nhưng là thạch nhân tộc a, thạch nhân tộc sẽ không rơi lệ. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, Khương Ách càng là ngao ngao khóc lớn. Chỉ có Tiêu Phàm, chỉ là cảm nhận được một cỗ buồn phiền cảm xúc. Nhưng rất nhanh liền bị hắn biến mất. Hỗn thiên, người đem thân thể thu nhỏ một chút, trước đợi ở ta thể nội thế giới. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua hỗn thiên ma quy. Hỗn thiên ma quy gật đầu một cái, nhưng lập tức liền rút nhỏ, cũng có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm bất đắc dĩ. Đem hỗn thiên ma quy thu nhập thể nội thế giới, Tiêu Phàm bước vào một mảnh mặt đất màu đen. Nơi này mọc ra rậm rạp hắc sắc thực vật. Tất cả đều tản ra một loại khác thường khí tức, bọn chúng cũng trên phiến lá lấp lóe lấy thần thánh quang hoa, có thể lại tản ra ma tính khí tức. Thụ ma nhất tộc sao? Tà Vũ mặt âm trầm, cưỡng ép ngừng nước mắt không muốn chảy ra.
không phải thụ ma nhất tộc. Tiêu Phàm lắc đầu, thụ ma nhất tộc dĩ nhiên thôn phệ ma khí tu luyện, có thể đản sinh thế nhưng là nguyên khí. Mà những thực vật này, lại là có thể đồng thời hấp thu nguyên khí cùng ma khí. Táng tổ thiên mộ, táng lấy không chỉ là thái cổ thần giới thánh tổ, còn có ma tộc thánh tổ. Tiêu Phàm tựa như nghĩ tới điều gì. Đây cũng là vì sao ma tộc cho tới nay đều sẽ tiến vào táng tổ thiên mộ nguyên nhân. Nếu như táng lấy chỉ là thái cổ thần giới thánh tổ, ma tộc tiến vào nơi đây căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao ma tộc căn bản là không có cách tu luyện cửu thiên thập địa công pháp. Đúng rồi Tiêu Phàm, nếu như dị ma tiến vào hỗn thiên vụ hồ, có phải hay không khả năng có được hỗn thiên thánh tổ truyền thừa? Một mực trầm mặc bạch ma đột nhiên mở miệng. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn một cái hỗn thiên vụ hồ, trên mặt lộ ra lo lắng. Nếu quả thật bị ma tộc chiếm được, chúng ta cũng không có cách nào. Tiêu Phàm thật sâu thở dài. Hỗn thiên thánh tổ, dù sao cũng là cường giả cấp cao nhất, cho dù chết rồi, khẳng định cũng sẽ không cho phép thái cổ thần giới người lấy được hắn truyền thừa. Mà ma tộc ngược lại là có rất lớn cơ hội. Cho dù thật có ma tộc chiếm được hỗn thiên thánh tổ truyền thừa, dù cho bị bọn họ gặp được, tất nhiên cũng sẽ bị chết đi hỗn thiên thánh tổ phù hộ. Đi thôi, việc cấp bách, là tìm kiếm chúng ta tự thân cơ duyên. Tiêu Phàm để lại một câu nói, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Nơi này thảm thực vật cũng không cao lớn, cho dù là thụ mộc, cũng chỉ có mấy trượng độ cao. Chỉ là mới đến, Tiêu Phàm một nhóm cũng không dám tùy tiện phi hành. Tà Vũ, kiếm Tà Vương bọn họ có không cùng ngươi nói qua chuyện nơi đây? Tiêu Phàm lại hỏi. Nói ngược lại là nói một chút, bất quá đối với chúng ta hẳn không có quá nhiều tác dụng. Tà Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Nói cái gì? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi, những người khác cũng lắng tai nghe, sợ bỏ qua cái gì? Tà Vũ sắp xếp lời nói một chút, nói, nhị thúc nói qua, cái địa phương này hoàn cảnh thay đổi trong nháy mắt, tùy thời đều có thể gặp gỡ nguy hiểm, nhưng là tùy thời đều có thể gặp gỡ cơ duyên. Lúc trước bọn họ cùng ta sư tôn, liền là ở nơi này chiếm được một vài thứ, mới có thành tựu hiện tại, về phần mảnh đất này, bọn họ đem nó gọi là thời không táng thổ. Thời không táng thổ, đám người kinh ngạc, chẳng lẽ cái này hắc thổ địa còn ẩn chứa thời không lực lượng sao? Tiêu Phàm nhắm hai mắt cảm ứng một phen, lại là không có cảm nhận được thời không lực lượng. Chẳng lẽ là mình thực lực có hạn, cho nên không có nửa điểm cảm ứng. Ngay sau đó Tiêu Phàm lại có chút hiếu kỳ nói, kiếm Tà Vương bọn họ rốt cuộc là cái gì tu vi, còn có ngươi sư tôn. Sư tôn ta thực lực khó mà nói. Tà Vũ nhíu mày, ngươi đừng nhìn ta sư tôn cảm giác rất mạnh, nhưng ta cùng hắn đợi qua, có đôi khi ta cảm giác mình đều có thể đánh bại hắn. Điều này sao có thể? Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Hắn nhưng là nhớ kỹ, tà thần có thể tùy ý xuyên toa thời không chi hà, lần trước còn từ mang theo hắn từ thời không chi hà về tới thời đại này. Mặc dù Tiêu Phàm quên đi đại bộ phân ký ức, nhưng là cũng lờ mờ đoán được một vài thứ, chính hắn 89 phần 10 xông vào khác một thời đại. Mà tà thần, có thể đem hắn từ một cái khác thời đại, đưa đến một cái này thời đại, lại làm sao có thể yếu đây? Đây là sự thực, bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua sư tôn xuất thủ qua, hơn nữa, thiên hoang nhóm người cho nên kiêng kỵ hắn, cũng là bởi vì bốn vị thúc thúc nguyên nhân. Tà Vũ rất nghiêm túc nói. Bốn đại tà vương, Tiêu Phàm cau mày, Tà Vũ lời nói, nhưng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Tà Vũ trịnh trọng gật đầu, không sai, cho tới nay, đều là bốn vị thúc thúc tại bảo vệ hắn, mặc dù ta không biết rõ bọn họ thực lực cụ thể. Nhưng nhị thúc nói qua, thiên hoang không có một cái nào có thể đánh. Tiêu Phàm đám người khóe miệng giật một cái. Thiên hoang không có một cái nào có thể đánh. Phải biết, thiên hoang thế nhưng là có không ít thiên tôn cường giả, quân bách nhẫn thực lực, dù cho Tiêu Phàm đột phá đến hạ phẩm pháp tôn, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Huống chi, còn có quân bách nhẫn sư tôn, cái kia cực kỳ thần bí biên hoang lão nhân. Dạng này thực lực, ở trong mắt kiếm Tà Vương. Dĩ nhiên là không chịu được như thế. Hẳn là khoác lác a. Trúc Hồng Tuyết bĩu môi, nàng không tin thái cổ thần giới người có thể chiến thắng thiên hoang. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng vẫn là đứng ở thiên hoang một phương, mặc dù cho tới nay, đều đi theo Tiêu Phàm bọn họ cùng một chỗ. Khả năng a, Tà Vũ nhún nhún vai, nói, nhưng là ta cảm thấy hắn không có nói sai,
bởi vì lần kia hắn là uống say nói ra, các ngươi cũng biết, người đều là say rượu thổ chân ngôn nha. Pháp tôn cảnh cường giả có thể uống say sao? Trúc Hồng Tuyết vẻ mặt không tin. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là tin tưởng. Tà thần có thể trấn thủ vạn cổ thần mộ, mà tà vũ nói hắn thực lực không mạnh, nghĩ đến liền phải dựa vào bốn đại tà vương. Như thế xem ra, bốn đại tà vương thực lực, 8-9 phần 10 không kém gì bán bộ thánh tổ. Về phần thánh tổ cảnh, mặc dù có khả năng, nhưng là hy vọng rất nhỏ. Mọi người cẩn thận một chút, tất nhiên nơi này xưng là thời không táng thổ, 8-9 phần 10 thật sự có thời không chi lực, nếu như mất tích, tận lực nghĩ biện pháp thông chi người khác. Tiêu Phàm trịnh trọng nói nhắc nhở chúng nhân nói. Đám người nghe vậy, thần sắc cũng càng ngày càng đề phòng. Càng là nhìn qua không có địa phương nguy hiểm, thường thường càng là so tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Cái này táng tổ thiên mộ, danh xưng ngũ đại hung địa một trong, tất nhiên là có nguyên nhân, bằng không, cửu thiên thập địa cùng ma tộc, sớm đã bình định giới này. Lão đại, nơi đó có một khối mộ bia, đột nhiên, thí thần kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tốc vào tới. Mộ bia rất lớn, khoảng chừng mấy trượng độ cao, phía trên mọc đầy hắc sắc rêu, lộ ra tuế nguyệt khí tức. Thí thần lấy tay vung lên, hắc sắc rêu trong nháy mắt biến mất, lộ ra mộ bia vốn là hình dạng. Mộ bia hiện lên màu nâu xanh, phủ đầy rậm rạp chằng chịt hố điểm, hiển nhiên là vô số tuế nguyệt gió táp mưa sa, dấu vết lưu lại. Nhưng mà, dù vậy, phía trên chữ viết lờ mờ có thể phân rõ ra. Quân tộc ức vạn đệ tử chi mộ, Tiêu Phàm nhẹ giọng nói thầm, chau mày, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên người đám người. Cái này là thượng cổ thời kỳ cuối, quân gia mộ huyệt. Tà Vũ một trận kinh hãi, đúng rồi, quân Nhược Hoan không phải liền là quân gia người sao? Quân tộc, Tiêu Phàm bọn họ có lẽ không rõ ràng, nhưng là quân gia, bọn họ thực sự quá là rõ ràng. Truyền văn, thượng cổ thời kỳ cuối, quân tộc xuất lĩnh thái cổ thần giới ức vạn tướng sĩ, cùng dị ma chém giết, quân gia người tử thương thảm trọng, chỉ có số ít mấy cái di phúc tử may mắn sống tiếp. Quân tộc biến mất sau, cũng liền tiến vào bây giờ cái thời đại này. Cái này mộ bia là người phương nào lập, thí thần hiếu kỳ. Thạch Thánh nghe vậy tiến lên, đẩy ra mặt đất bùn đất, bản nguyên chi lực thanh tẩy một phen, lập tức lộ ra mơ hồ hai chữ. Táng lập, Thạch Thánh biểu tình vẻ kinh ngạc. Lại là táng, Tiêu Phàm kinh ngạc, làm sao chỗ nào đều có táng đây? Táng chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ người, sống đến cái này niên đại? Đám người kinh hãi không thôi, Tiêu Phàm trầm ngâm nửa ngày mới nói, nơi này không biết có hay không quân gia di vật. Nếu không đào ra nhìn xem, Tà Vũ hỏi dò. Tính, Tiêu Phàm liền vội vàng khoát tay, bọn họ là thái cổ thần giới anh hùng, nếu như chúng ta đào ra bọn họ phần mộ, cho dù thật sự có vật hữu dụng, vậy thì như thế nào? Chúng ta cũng là thái cổ thần giới tội nhân. Ngay sau đó, Tiêu Phàm hướng về phía mộ bia xá một cái thật sâu. Tà Vũ đám người cũng là như thế, đã từng anh hùng, vì thái cổ thần giới, không màng sống chết, đáng giá bọn họ kính nể. Thật lâu, mấy người tiếp tục tiến lên, mặc dù bọn họ biết rõ quân gia mộ huyệt vô cùng có khả năng thật sự có cơ duyên, nhưng bọn hắn lựa chọn không lấy. Để bọn hắn đào ra anh liệt mộ địa, có lẽ cái gọi là cơ duyên, bọn họ làm không được. Đừng nói là bọn họ, cho dù là bất kỳ một cái nào có điểm lương chi thái cổ thần giới tu sĩ, cũng căn bản làm không được. Theo mấy người tiến lên, rất nhanh lại có từng tòa mộ bia hiện lên. Tiêu Phàm bọn họ rốt cuộc biết, trong lòng loại kia bi thương cảm giác đến từ chỗ nào. Nơi này là thái cổ thần giới anh liệt nơi chôn cất, vẫn tồn tại như cũ lấy chết đi ức vạn anh liệt thảm linh, bọn họ dường như thân nhân của mình. Nhìn thấy thân nhân mất đi, làm sao không buồn tổn thương. Táng cũng là một cái đại công đức người, nếu như không có hắn, những người này đều phải phơi thây hoang dã. Bạch Ma vẻ mặt cảm thán. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, chết đi người đáng kính nể. Nhưng người sống, thừa nhận thống khổ càng nhiều. Táng có thể sống sót, cho những thứ này anh liệt lập bia, hắn nỗi lòng có thể nghĩ. Có ít người chết đi, bọn họ có lẽ còn có thể một lần nữa sống một thế. Nhưng có ít người chết rồi, liền lại cũng không sống nổi. Những cái này chết đi người, đều là thái cổ thần giới người, vì sao liền không có mặt khác cửu thiên thập địa đây? Bạch Ma nghi ngờ hỏi. Đám người cũng là không hiểu,
phía trên bọn họ thấy được không ít trên điển tịch tồn tại thế lực cùng danh tự. Có ít người danh tự, thậm chí nghe nhiều nên thuộc. Nhưng những người này, đều là tồn tại ở thái cổ thần giới, lại hết lần này đến lần khác không có mặt khác cửu thiên thập địa người. Có phải hay không mặt khác cửu thiên thập địa người, không có chôn ở nơi đây? Trúc Hồng Tuyết hồ nghi nói. Khả năng này rất lớn, chỉ là đám người nghĩ không hiểu, vì sao cửu thiên thập địa người không có táng ở chỗ này? Có phải hay không những người này, vốn chính là cửu thiên thập địa, cuối cùng diệt thế đại chiến, đều tề tụ ở thái cổ thần giới? Tà Vũ lại nghĩ tới một loại khả năng. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, nửa ngày mới nói, tiếp tục đi tới. Bằng vào phỏng đoán, vĩnh viễn không biết chân tướng lịch sử. Chỉ có lấy được táng vật lưu lại, tất cả điểm khả nghi tự nhiên sẽ còn sáng tỏ. Tiêu Phàm trong lòng loại kia cảm ứng càng ngày càng mạnh, thậm chí hắn cảm thấy, vật kia liền ở cách đó không xa. Ở Tiêu Phàm hướng dẫn dưới, mọi người tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại bước chân, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Chỉ thấy bọn họ cách đó không xa, từng tòa mộ bia sụp đổ trên mặt đất, vô số thi cốt bại lộ trong không khí, bị gió táp mưa sa. Tà Vũ bước nhanh về phía trước, cầm lấy một chút đất đá hơi hơi cảm ứng một lần, cái này thổ nhưỡng vừa mới lật ra đến không lâu, người hẳn là ở cách đó không xa. Thí thần, Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết, Tiểu Kim, Thạch Thánh, các ngươi để những hài cốt này một lần nữa xuống mộ, Tà Vũ, Bạch Ma, Diệp Khuynh Thành, các ngươi theo ta đi. Tiêu Phàm trong mắt chớp lóe lấp lóe, dày đặc khí lạnh. Đi đâu? Bạch Ma sững sờ. Đi giết người. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, sát khí quay cuồng. Những người này, liền chết đi thi cốt đều không buông tha, Tiêu Phàm lại thế nào không phẫn nộ. Không đợi Tà Vũ bọn họ phản ứng, Tiêu Phàm cấp tốc hướng về phía trước kích xạ đi. Mau đi theo. Tà Vũ thấy thế, Tiêu Phàm tức giận như thế, một người nếu như gặp gỡ một đoàn người, vô cùng có khả năng thiệt thòi lớn. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, hắn lại cũng không lo được nơi này nguy hiểm. Tiêu Phàm, không nên gấp gáp, Tà Vũ an ủi. Đều tại ta không nghĩ tới lại có người đi ở chúng ta phía trước. Tiêu Phàm con người băng lãnh. Người hiểu hắn đều biết, loại trạng thái này Tiêu Phàm, là thật tức giận. Nhanh lên, đem có thể sử dụng đồ vật mang hết đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm màng nhĩ chấn động một cái, nơi xa từng đạo quát nhẹ truyền đến. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, nâng lên Tu La kiếm liền một kiếm nổi giận chém mà xuống, một đạo kiếm hà từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt che mất phương viên phạm vi mấy ngàn dặm. Ai, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, chỉ thấy một cái to lớn chảo cương từ mặt đất dò ra. Oanh, chảo cương cùng kiếm hà chạm vào nhau, cường đại khí tức quét sạch bốn phương tám hướng, hủy diệt tính năng lượng ba động. Chấn người tê cả da đầu. Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, thần sắc lạnh như băng hướng về phía trước. Một đầu đen kim sắc cự lang hiện lên ở nơi xa, vẻ mặt hung ác hướng về Tiêu Phàm bọn họ, mấy tức về sau, đen kim sắc cự lang biến mất, hóa thành một cái hắc bào nam tử. Lang Thí Thiên, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, hàn khí bắn ra bốn phía. Người này, hắn lần trước ở vạn cổ hung phần bên ngoài nhìn thấy qua. Cùng Khương Chấn Long đối kháng chính diện không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là về sau tiến vào vạn cổ hung phần về sau, Tiêu Phàm vẫn không có nhìn thấy bọn họ, bởi vậy cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn rốt cuộc lại tiến nhập nơi này. Nếu như là dị ma đang đào thái cổ thần giới anh liệt phần mộ, Tiêu Phàm có lẽ chỉ là phẫn nộ. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, đào thái cổ thần giới anh liệt phần mộ người. Dĩ nhiên là thái cổ thần giới người một nhà. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức trái tim băng giá. Lang Thí Thiên, hắn là làm sao tiến vào táng tổ thiên mộ? Tà Vũ buồn bực thấp giọng nói. Tiêu Phàm, người đang làm cái gì? Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Lang Thí Thiên liền lạnh giọng chất vấn. Tiêu Phàm cười lạnh liên tục, lạnh giọng nói, người lại đang làm cái gì? Lang Thí Thiên lông mày nhíu lại, nhìn phía dưới mở ra mộ huyệt. Lập tức minh bạch cái gì, vì một chút chết đi người, người muốn đối địch với ta. Chết đi người đâu, Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng lạnh, không có những cái này chết đi người, người có thể sống đến bây giờ. Người lang tộc có thể còn sót lại đến nay,
Thái cổ thần giới sở dĩ tồn tại, chính là bởi vì những cái này chết đi người dùng tính mệnh đổi lấy. Lang Thí Thiên vậy mà không cảm kích, hơn nữa còn đào bọn họ mộ huyệt, để bọn hắn thi cốt chịu đựng gió táp mưa xa. Vì bảo vật, đào cũng liền đào, nếu như bọn họ lại đem mộ huyệt khôi phục nguyên dạng, Tiêu Phàm có lẽ cũng không có tức giận như vậy. Nhưng bọn họ đào ra về sau, vậy mà chẳng quan tâm, tùy ý thi cốt bày ra trên mặt đất. Tiêu Phàm, không cần ngươi thuyết giáo ta, ngươi còn chưa có tư cách. Ngươi cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, trong mắt của ta, chỉ là buồn cười mà thôi. Lang Thí Thiên thần sắc đạm mạc, căn bản không có sợ hãi chút nào. Hắn cũng đã được nghe nói Tiêu Phàm danh tiếng, nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng. Bàn về nội tình, hắn lang tộc nội tình có thể so sánh nhân tộc muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn thấy, chỉ là ngoại giới đem Tiêu Phàm thần thoại mà thôi. Một cái tiểu thế giới người đi ra ngoài, có mạnh hơn lại có thể cường đại đến đi đâu. Vậy liền một trận chiến A, nắm tay người nào lớn, ai mà nói chính là chân lý. Tiêu Phàm một tay vác sau lưng, tay phải cầm trường kiếm, sát khí bắt đầu tràn ngập. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Lang Thí Thiên xòe bàn tay ra, trên tay lập tức xuất hiện một bộ hắc kim sắc móng vuốt. Thái sơ hắc kim, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn không thể không thừa nhận, lang tộc nội tình, lại là rất cường đại. Nhưng mà, hắn Tiêu Phàm những năm này góp nhặt nội tình, so sánh hắn chắc chắn mạnh hơn. Giết, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, chân đạp thời không na di thiểm, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Lang Thí Thiên trước người. Bang, một tiếng bén nhọn tiếng va chạm vang lên lên. Chỉ thấy Tiêu Phàm một kiếm nổi giận chém mà xuống, lại bị Lang Thí Thiên hai tay nắm ở, hư không ma sát đầy trời hỏa hoa. Nơi này nhiều như vậy dị ma, ngươi không đi giết, lại tới đối phó ta. Lang Thí Thiên tức giận không thôi, một trưởng chấn khai tu la kiếm, lang lệ móng vuốt hướng về Tiêu Phàm cổ họng chộp tới. Tiêu Phàm không tiến ngược lại thụt lùi, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người hắn nở rộ. Cùng lúc đó, thời không bản nguyên tuyệt kỹ tuyên cổ thông thông thi triển, một cỗ sức mạnh huyền diệu hướng về Lang Thí Thiên nghiền ép đi. Lang Thí Thiên cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Tuyên cổ thông thông bản nguyên tuyệt kỹ, chỉ là sát qua bàn tay của hắn, nhưng lại nhường hắn nhíu mày. Thời không bản nguyên, Lang Thí Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi không thôi. Nếu như bị Tiêu Phàm quét trúng, hắn tu vi 89/10 sẽ rơi xuống thượng phẩm nguyên tôn, đến lúc đó, thật đúng là không nhất định là Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Lang Thí Thiên phản ứng nhanh như vậy, vậy mà có thể tránh thoát tuyên cổ thông thông oanh sát. Tiêu Phàm, chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại dị ma, người có cái này thực lực, chẳng lẽ dùng để đối phó người một nhà sao? Lang Thí Thiên mặt âm trầm. Hiện tại, hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm cận chiến. Cùng nhau bị thời không lực lượng đánh trúng, chính là chí mạng. Người một nhà, một cái đào tổ tông thi cốt rác rưởi, cũng xứng cùng ta thành là người mình. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, đối Lang Thí Thiên mà nói khịt mũi coi thường. Những cái này chết đi người vật lưu lại, chẳng lẽ nên mai táng dưới đất sao? Dùng bọn họ tới đối phó dị ma không phải càng tốt sao? Loạn thế đến, đại kiếp muốn đến, dùng các ngươi đồ vật. Có thể tốt hơn vũ trang chính chúng ta, tăng cường chúng ta thực lực, chúng ta hy vọng sống sót mới càng lớn, ta đây là vì thái cổ thần giới. Lang Thí Thiên sắc mặt khó coi, hắn không sợ Tiêu Phàm, thế nhưng không nghĩ ở đây tiêu hao, cho dị ma nhặt tiện nghi. Đó cũng chỉ là còn sót lại cẩu xuyễn mà thôi, người hành vi, cùng dị ma có gì khác. Coi như người sống tiếp, cũng chỉ sẽ sáng tạo một cái càng xấu thế giới. Dị ma còn biết đưa cho chính mình chết đi thân nhân báo thù, nhưng người đang đào tổ tông thi cốt, người ngay cả dị ma cũng không bằng, cũng xứng nói với ta vì thái cổ thần giới. Nói xong, Tiêu Phàm lần nữa xông tới. Hôm nay, cho dù không giết Lang Thí Thiên, hắn cũng phải cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Cuồng bạo lực lượng xé ra hư không, khủng bố tới cực điểm, hai đạo bóng người tại hư không va chạm kịch liệt, người bình thường đã bắt không đến. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tiêu Phàm, người đừng bức ta. Lang Thí Thiên phát cuồng. Tiêu Phàm lực lượng thực sự quá kinh khủng. Mỗi một kích vậy mà đều ẩn chứa thiên tôn uy lực. Giết hắn liên tục bại lui. Phải biết, hắn Lang Thí Thiên thế nhưng là liền thượng phẩm pháp tôn đều có thể một trận chiến A.
hắn thiên phú, so với nhân tộc mạnh hơn, có thể giờ phút này, lại bị một cái nhân tộc đè lên đánh, cái này khiến hắn làm sao không giận. Buộc ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Tiêu Phàm kiếm chí mạng, càng đánh càng hung mãnh, Lang Thí Thiên bị nhiều lần tung bay, ngũ tạng lục phủ rung động, trong miệng tràn ra từng tia máu tươi. Cho tới nay, hắn đều biết rõ Tiêu Phàm danh tiếng, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thẳng đối đãi. Cho tới giờ khắc này, Lang Thí Thiên mới ý thức tới Tiêu Phàm chân chính khủng bố. Tiêu Phàm, người thật sự coi chính mình là thái cổ thần giới chúa tể sao? Lang Thí Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại cũng không có giữ lại chút nào. Ngao ô, một tiếng chấn động thiên lang rít gào, Lang Thí Thiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất, bị một đầu mấy chục trượng lớn đen kim sắc cự lang thay thế. Hắn một bàn tay đánh ra, móng vuốt đâm vào tu la kiếm bên trên, bá đạo lực lượng lại đem Tiêu Phàm đều hất bay ra ngoài. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Lang Thí Thiên gầm lên giận dữ, móng vuốt lần nữa hung hăng đập xuống, thiên địa mãnh liệt run rẩy dữ dội, hư không không ngừng nổ tung. Tiêu Phàm, Tà Vũ sắc mặt biến hóa, Lang Thí Thiên thực lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Cho dù là hắn, thắng bại đoán chừng cũng liền ở tỷ lệ 5 năm. Nhưng mà một khắc sau, Tà Vũ đột nhiên trợn to hai mắt, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Lang Thí Thiên móng vuốt còn chưa rơi xuống, liền bị một đạo tử kim sắc quang hoa đánh bay ra ngoài, mấy chục trượng lớn thân thể, vậy mà ngăn không được mấy trượng tử kim quang mang. Tử kim quang mang giống như một đạo tử kim thiểm điện, xẹt qua thương khung, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ầm ầm, Lang Thí Thiên giống như đống cát đồng dạng, bị đạp tới, trong miệng phun máu không chỉ. Sau nửa ngày, Lang Thí Thiên trọng trọng đập xuống đất, phương viên hơn nghìn dặm trong nháy mắt san thành bình địa, từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Hư không đột nhiên trở nên yên tĩnh im ắng, chỉ có một đạo tử kim sắc thân ảnh hiện lên ở không trung, một đôi cốt xí dương ra, lăng lệ như đao. Sau nửa ngày, bụi bặm tiêu tán, một đạo hắc ảnh lần nữa nổi lên. Chỉ thấy Lang Thí Thiên đứng ở hố sâu to lớn giáp danh, quỳ một chân xuống đất, trong miệng không ngừng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Xem ở lang tộc làm cống hiến bên trên, tha cho ngươi một mạng. Tiêu Phàm lạnh như băng mở miệng. Tiêu Phàm, Lang Thí Thiên khẽ cắn môi, đứng dậy. Hắn còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu như lại nhìn thấy ngươi đào thái cổ thần giới tiên liệt mộ phần, ta tất sát ngươi. Lang Thí Thiên hai mắt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đã không thấy bóng dáng. Ngao ô, Lang Thí Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng phát tiết. Tà Vũ một đoàn người từ đầu đến cuối đều đứng ở đằng xa nhìn xem, thẳng đến Tiêu Phàm đem Lang Thí Thiên làm nằm xuống, bọn họ mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Truyền văn, cái kia Lang Thí Thiên thức tỉnh lang tổ huyết mạch, là thượng cổ thời kỳ cuối chân áp cùng một đời người nhân vật, về sau rơi vào trạng thái ngủ say, mấy năm trước mới thức tỉnh. Diệp Khuynh Thành nhẹ giọng nói nhỏ. Còn không phải bị Tiêu Phàm đánh bại, Tà Vũ bĩu môi, có chút không phục nói, tại sao ta cảm giác cùng gia hỏa này ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn a, không được, ta phải đột phá pháp tôn cảnh mới được. Đâu chỉ Tà Vũ cảm nhận được một loại cấp bách cảm giác đây, Diệp Khuynh Thành, Bạch Ma bọn họ cũng giống như thế. Các ngươi nói, Lang Thí Thiên bọn họ là làm sao tiến vào táng tổ thiên mộ. Đột nhiên, phía trước cắm đầu suy tính Tiêu Phàm ngừng thân hình. Nhìn về phía Tà Vũ bọn họ nói. Ngươi đã có tiến vào táng tổ thiên mộ lệnh bài, lang tộc thân làm 10 đại chủng tộc một trong, bọn họ chẳng lẽ lại không thể có sao? Tà Vũ nhún nhún vai nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, bất quá bọn hắn 89 phần 10 là trực tiếp chuyển đến thời không táng thổ, bằng không, chúng ta đã sớm hẳn là gặp gỡ bọn họ. Tiêu Phàm gật đầu một cái, tay phải nâng cầm lên, nói như vậy, trừ bỏ Lang Thí Thiên. Thái cổ thần giới chủng tộc khác cũng có khả năng có người tiến vào nơi này. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị tìm tới tất cả mọi người đánh một trận? Tà Vũ trợn trắng mắt. Ta làm bọn họ làm cái gì, ta lại không bệnh. Tiêu Phàm tức giận nhìn xem Tà Vũ, nói táng tổ thiên mộ cũng không phải nhà ta, mặc dù Lang Thí Thiên cử động để cho ta có chút khó chịu, nhưng là còn chưa tới giết hắn cấp độ. Tiêu Phàm, không biết có đôi lời có nên nói hay không? Tà Vũ do dự một chút. Ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái.
có lời cứ nói, người Tà Vũ lúc nào cũng biến thành lề mề chậm chạp sao? Tiêu Phàm tức giận nhìn Tà Vũ một cái. Tà Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói, kỳ thật nha, ta cũng có chút khó chịu Lang Thí Thiên hành vi, nhưng là lời hắn nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy vẫn còn có chút đạo lý. Ân, Tiêu Phàm cũng không có phản bác, vấn đề này kỳ thật lúc trước hắn thì có nghĩ tới. Chết đi người, vật lưu lại, thật chẳng lẽ liền để hắn vĩnh thế mai táng dưới đất sao? Bây giờ dị ma xâm lấn, thái cổ thần giới đời này nội tình rõ ràng không bằng trước mặt mấy đời, đến lúc đó làm sao chống đối dị ma công kích? Nói như vậy, mai táng dưới đất cổ vật cùng pháp bảo, có lẽ chính là bọn họ đối kháng dị ma cường đại vốn liếng. Chỉ là, Tiêu Phàm không thích chính là, Lang Thí Thiên bọn họ đem chết đi anh liệt chi cốt móc ra, cứ như vậy bày ở trên mặt đất, làm như không thấy, điểm này mới là Tiêu Phàm tức giận nguyên nhân thực sự. Bất quá nơi này bị bọn họ đào không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là chuyển sang nơi khác đào. Tà Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm tán đồng, lập tức tà tà cười một tiếng. Phải đào các ngươi đi đào a, ta có chút việc, vừa vặn một người tiến về xử lý một chút, đến lúc đó truyền âm ngọc phù liên hệ. Tiêu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Bây giờ càng ngày càng nhiều người chạy tới, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút gấp. Nếu có người phát hiện táng vật lưu lại, đến lúc đó bị người ta cầm đi, vậy liền hối hận không kịp. Người có chuyện, Tà Vũ thanh âm đều cao hơn mấy chục decibel. Nơi này chính là táng tổ thiên mộ. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới, hơn nữa một mực đều ở cùng một chỗ, người có thể có chuyện gì? Lão đại, mọi người vẫn là đi cùng một chỗ a, bằng không rất nguy hiểm. Thí thần lo lắng nói. Ta phải rời đi một chuyến, lấy thực lực của các ngươi, hẳn là không có vấn đề lớn, bằng không, ta đem hỗn thiên ma quy lưu cho các ngươi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi hay là mang lấy hỗn thiên ma quy a, chúng ta những người này. Chỉ cần không gặp thiên tôn, không chết được. Thí thần vẻ mặt tự tin nói. Ta liền không trở về, các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Phàm lại nhắc nhở. Nói xong, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất, hướng về hắn sở cảm ứng phương hướng cấp tốc bay đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Chúng ta trước tập hợp, sau đó lại thương lượng một chút đối sách. Tà Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có Tiêu Phàm ở bên người. Hắn luôn cảm giác không thấy phần kia cảm giác an toàn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, thời điểm then chốt có thể muốn hắn Tà Vũ liều mạng. Cho tới nay, đều là Tiêu Phàm xông vào đằng trước, Tà Vũ là có thể không xuất thủ, liền không ra tay loại kia. Mấy người gật gật đầu, một đoàn người nhanh chóng phản hồi, cùng Thạch Thánh bọn họ tập hợp. Mà Tiêu Phàm, lại là ngựa không dừng vó hướng về thời không táng thổ chỗ sâu bay lượn đi, trên đường đi. Hắn gặp được không ít huyền diệu không gian, bên trong ẩn ẩn có quang hoa lóe lên nhấp nháy. Nhưng là, bọn chúng căn bản hấp dẫn không được Tiêu Phàm, hắn hiện tại chỉ muốn lấy được táng vật lưu lại. Cũng không biết phi hành bao lâu, Tiêu Phàm rốt cục cũng ngừng lại, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Ba ngày, tại sao ta cảm giác còn đang tại chỗ đảo quanh? Tiêu Phàm thần sắc âm trầm. Cho tới nay, hắn đều chú ý đến hoàn cảnh bốn phía. Mặc dù hơi có chỗ biến hóa, nhưng trên đại thể không có quá nhiều khác biệt. Mặt đất màu đen, mờ tối thiên khung, ma tính thảm thực vật. Chẳng lẽ thời không táng thổ lớn như vậy? Tiêu Phàm có chút không tin. Lấy hắn tốc độ, ba ngày đã đủ để đi ngang qua nửa cái thái cổ thần giới, có thể tại cái này thời không táng thổ, lại tựa như tại nguyên chỗ đảo quanh, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Hắn nhắm mắt cảm ứng. Không có cảm ứng được đặc biệt những thời không khác lực lượng, thời không lực lượng xác thực tồn tại, nhưng là rất yếu ớt. Thật lâu, Tiêu Phàm tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn tới. Tối om om đại địa cuối cùng, đột nhiên chán phóng rất nhiều điểm sáng, giống như đom đóm quang mang, trong bóng đêm vô cùng dễ thấy. Quang vũ càng ngày càng hừng hực, giống như là từng mảnh nhỏ pháo hoa đang tỏa ra, mà theo quang vũ dung hợp, xẹt qua thương khung lúc, là giống như lưu tinh hoành không. Rất là sán lạn, chói mắt. Tiêu Phàm ánh mắt nóng rực, trong lòng kinh ngạc, nơi này, rất thần bí. Cái kia quang vũ, ở diễn hóa thiên địa vũ trụ minh mông, ẩn chứa huyền diệu thời không chi lực. Đi mau, đó là thần khư chi quang, có thể thông hướng thần khư cổ địa. Một đạo ngạc nhiên thân ảnh từ đằng xa núi rừng bên trong truyền ra. Thần khư chi quang đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện,
chẳng lẽ thần khư lại muốn tái hiện thế gian? Truyền văn, thần khư bên trong chôn đều là tuyệt thế thánh tổ, nếu như lấy được truyền thừa của bọn hắn, đưa tay liền có thể bắt trăng hái sao, vô địch thiên hạ. Từng đợt âm thanh kích động truyền ra, khác thường ma, cũng có cửu thiên 10 tu sĩ. Tiêu Phàm cau mày, nơi này không gian quả nhiên rất huyền diệu. Bọn họ sớm tiến nhập nơi này, vậy mà so với cái này một số người còn muốn đến chậm nơi đây. Ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào tinh hà kia đồng dạng mưa ánh sáng phía trên, chẳng biết tại sao, luôn là có một cỗ bất an. Thần khư chi quang, thông hướng thần khư chi địa, Tiêu Phàm không hiểu, hắn chỉ biết là nơi này gọi là thời không táng thổ, có thể chưa nghe nói qua cái gì thần khư. Tiêu Phàm vốn định truyền tin hỏi thăm Tà Vũ, có thể mảnh này cổ địa, cách xa nhau quá xa, truyền âm ngọc phù đã mất đi tác dụng. Nhìn thấy vô số tu sĩ bước vào cái kia tinh quang sông biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Phàm cũng có chút dục dịch. Loại kia cảm ứng từ thần khư chi quang vị trí không gian truyền đến, chẳng lẽ đồ vật cũng đang thần khư bên trong. Tiêu Phàm do dự thật lâu, cuối cùng vẫn cấp tốc xông vào tinh quang. Tiêu Phàm vừa mới đạp vào thần khư chi quang, trong nháy mắt bị tận mấy đôi lăng lệ con mắt khóa chặt, cường đại khí tức không ngừng thăm dò. Bất quá quỷ dị chính là, những người kia chỉ là theo dõi hắn, cũng không có thật ra tay với hắn. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút buồn bực, rất nhanh, là hắn biết những người này vì sao không dám động thủ. Cách đó không xa, một người tu sĩ khác vừa mới bước vào thần khư chi quang, trong nháy mắt bị mấy đạo khí tức khóa chặt. Người kia cũng là bạo tính tình, trực tiếp động thủ hướng về một người trong đó đánh tới. Nhưng vừa mới bước ra hai bước, thân thể bỗng bắt đầu tan rã, mấy tức biến thành thần khư chi quang một bộ phận. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Nói như vậy, Phàm là bước lên cái này thần khư chi quang, liền không còn cách nào rời đi. Chỉ cần khẽ động, cũng sẽ bị một cỗ lực lượng vô danh tan rã mà chết. Khó trách những người này mặc dù căm thù bản thân, cũng không có xuất thủ ứng phó bản thân, nguyên lai đều là sợ chết hung ác. Cái này thần khư chi quang, chỉ nhằm vào cửu thiên thập địa người, vẫn là liền dị ma cũng chạy không thoát. Tiêu Phàm trong lòng hết sức ngưng trọng. Hắn đột nhiên có chút hối hận bản thân bước vào cái này cái gọi là thần khư ánh sáng. Bất quá khi hắn tâm thần rơi vào bạch sắc thạch đầu bên trên lúc, lại yên tâm không ít. Bạch sắc thời gian quang mang vụt sáng, sáng tối chập chờn, mặc dù có nguy hiểm, nhưng còn chưa tới hắn tuyệt vọng cấp độ. Thậm chí, nguy hiểm vô cùng có khả năng kèm theo cơ duyên. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thử nghiệm giật giật ngón tay, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng mà, khi hắn nhấc chân lên lúc, thể nội bạch sắc thạch đầu bỗng quang mang đại thịnh, giống như một vòng mặt trời sáng chói. Không thể động, Tiêu Phàm kinh hãi hết sức. Ở hắn vừa rồi chuyển bước trong nháy mắt đó, đột nhiên cảm giác bị một con rắn độc nhìn chằm chằm một dạng. Cùng lúc đó, một tia điện bỗng từ lòng bàn chân dâng lên, xông vào hắn thể nội, trong nháy mắt đó, bàn chân kia tựa như không là của hắn rồi đồng dạng, bị một loại lực lượng quỷ dị hòa tan. Đây là lực lượng gì? Phải biết, hắn nhưng là vô thượng kim thân đệ tứ đoán A, thậm chí ngay cả quang mang này đều gánh không được. Đây là lôi đình tổ khí, sáu rèn vô thượng kim thân phía dưới, không người có thể chịu được. Đây là, Tiêu Phàm thể nội truyền đến một giọng già nua. Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới, tế thiên lão già này còn ở thể nội đây. Ngươi vừa rồi vì sao không ngăn cản ta? Tiêu Phàm có chút tức giận. Ngươi nếu là nói cho ta, thứ này khủng bố như vậy, coi như táng vật lưu lại ở bên trong, ta cũng sẽ không tiến đến A. Ta xem người vội vàng như vậy tiến đến, cho là người có ứng đối phương pháp. Tế Thiên suy nghĩ một chút nói, hơn nữa, cái này lôi đình tổ khí, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ý tứ gì. Tiêu Phàm không hiểu, nhưng ẩn ẩn cảm nhận được sự tình có vẻ như còn có một mặt tốt. Chẳng lẽ ngươi không biết, lôi đình tổ khí, chính là rèn đúc tổ khí tất yếu vật liệu sao? Lần này đến phiên Tế Thiên kinh ngạc. Lấy hắn Tiêu Phàm hiểu rõ, gia hỏa này có vẻ như không gì không biết mới đúng a. Dừng lại chốc lát, hắn lại nói, ngươi chuôi kiếm này, muốn trở thành tổ khí, có lẽ còn phải mượn nhờ cái này lôi đình tổ khí, ngươi có thể thử dẫn dắt một lần lôi đình tổ khí tiến vào trong kiếm thể. Tiêu Phàm do dự một chút, vẫn là dựa theo Tế Thiên nói tới thử một cái.
Khi hắn dẫn vào luồng thứ nhất lôi đình tổ khí tiến vào Tu La kiếm một sát na kia, Tu La kiếm vậy mà suýt chút nữa thì phá thể mà ra. Bất quá lại bị Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép Tu La kiếm, nếu như những người này biết rõ trong tay hắn có một cái bán tổ khí, chờ chút 8-9 phần 10 sẽ trước tiên giết hắn. A, à, Tiêu Phàm quan sát đến Tu La kiếm biến hóa, đột nhiên khẽ gì một tiếng. Hắn kinh ngạc phát hiện, Tu La kiếm thể nội chưa từng luyện hóa mấy loại nghịch thiên thần kim, rốt cuộc lại luyện hóa không ít. Chẳng lẽ cái này lôi đình tổ khí, có thể xúc tiến Tu La kiếm tiêu hóa? Nếu thật là dạng này, vậy sửa đi La kiếm thật có khả năng lột xác thành tổ khí. Chỉ là, Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác, Tế Thiên, vì sao ở nơi này lôi đình tổ khí bên trong, chỉ cần không động đậy liền không sao đây? Bởi vì cái này lôi đình tổ khí, là bị người dẫn dắt a. Tế Thiên lơ đễnh nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Bị người dẫn dắt, nơi này chính là táng tổ thiên mộ a, ai có thể dẫn đạo lôi đình tổ khí, dù cho thiên tôn cảnh đều chưa chắc có thể làm đến a. Không phải thiên tôn, chẳng lẽ là bán tổ? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng càng hối hận. Ngươi không cần hoài nghi, cái này lôi đình tổ khí đúng là bị người dẫn dắt, chỉ cần có người động, liền sẽ công kích, động biên độ càng lớn, công kích cũng càng mãnh liệt. Tế Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi có thể hấp thu cái này lôi đình tổ khí sao? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Có thể ngược lại là có thể, nhưng ta không thể hấp thu, vạn nhất đối phương là cái người sống, phát hiện mà nói, người ta đều phải chết. Tế Thiên ngữ khí hơi trầm xuống nói. Một cái thạch đầu cũng sợ chết, Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Tiểu tử, an tĩnh chút, các ngươi muốn đi vào cái nào đó không gian. Tế Thiên đột nhiên đề tỉnh nói, ngay sau đó lại cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Tiêu Phàm biến sắc, quả nhiên như Tế Thiên nói, hắn cảnh sắc trước mắt đột nhiên đã xảy ra biến hóa rất lớn. Một mảnh to lớn phế tích hiện lên, từng tòa nguy nga vĩ đại cung điện sụp đổ, chỉ còn lại có tường đổ, hiển nhiên, nơi này hẳn là một mảnh chiến trường. Thần khư cổ địa, chúng ta thật tiến vào, có người sợ hãi kêu lấy, cuồng hỉ hết sức. Thần khư sao? Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, nơi này hẳn là một chỗ chiến trường. Nhưng là kỳ lạ là, sông núi cảnh vật đều tráng lệ, có cổ thụ che trời, có thác nước bay tiết ngàn thước. Cảnh sắc như vậy, cùng ngoại giới ngược lại là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, xác thực rất thích hợp tu sĩ tu luyện. Gào gừ, đám người kinh hỉ thời khắc, đột nhiên một tiếng rồng gầm, chấn động thiên địa, liền thần khư cổ địa bên trong không gian đều lộn xộn. Viễn không, một đầu to lớn thương long lao xuống mà đến, dài đến vạn trượng, thần uy kinh thế, uy áp tứ phương. Có người, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, dị ma cũng tốt, cửu thiên thập địa tu sĩ cũng được, tất cả đều kinh hãi không thôi. Thần khư cổ địa, không phải một mảnh cổ lão phế tích sao, tại sao có thể có sinh linh xuất hiện ở đây? Hơn nữa, cái kia cự long thánh khiết hoàn mỹ, tán phát khí tức vậy mà không kém gì thiên tôn cảnh. Mấu chốt nhất là, ở đỉnh đầu của nó, còn ngồi xếp bằng một bóng người. Đó là một nữ tử, một bộ váy trắng trắng hơn tuyết, có được dung nhan tuyệt thế, ung nhã cao quý, không nhiễm khói lửa nhân gian. Hắn che mặt, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng mọi người đều có thể tưởng tượng đến nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Chỉ là đám người giờ phút này hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức, cái kia cự long long uy để rất nhiều người tâm thần đề phòng tới cực điểm. Nhưng nữ tử kia, bọn họ vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Nữ tử đứng dậy, bạch y tung bay, một đôi mắt đẹp nhàn nhạt quan sát phía dưới, miệng phun hương lan, hoan nghênh các vị dũng sĩ quang lâm thần khư. Xin hỏi các hạ là ai, chúng ta chưa từng nghe nói qua thần khư bên trong có những người khác. Có người trầm giọng hỏi, trong giọng nói đều là chất vấn ý tứ. Phàm là rời đi thần khư người, cũng không thể hướng bất luận kẻ nào đề cập. Các ngươi không biết thần khư rất bình thường. Nữ tử thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, dễ nghe êm tai. Thần khư đã vì các vị dũng sĩ chuẩn bị kỹ càng khảo nghiệm, còn mời đi theo ta. Nàng đưa tay giương lên, dưới chân thần long bào hao, nhanh chóng hướng về nơi xa bay lượn đi. Đám người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, ai cũng không có lên trước ý tứ. Liên quan tới táng tổ thiên mộ tin tức, đám người biết quá nhiều. Dù sao mỗi hơn vạn năm liền sẽ có tu sĩ tiến vào một lần. Thậm chí,
ngay cả thần khư chi quang, rất nhiều người cũng rõ ràng ràng. Đây cũng là đám người nhìn thấy thần khư chi quang liền không kịp chờ đợi tiến vào thần khư nguyên nhân, bởi vì bọn hắn đã từng có trưởng bối từ thần khư bên trong rời đi, đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Thế nhưng là, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, thần khư bên trong còn có mặt khác sinh linh. Cái này còn chưa tính, mấu chốt là, bây giờ tiến vào thần khư bên trong tu sĩ, không chỉ có cửu thiên thập địa người, còn có không ít dị ma. Cửu thiên thập địa, cùng dị ma thế nhưng là chiến đấu hàng trăm hàng ngàn vạn năm, mấy cái thời đại đều là tử thù. Chẳng lẽ cái này thần khư bên trong người, còn có thể siêu nhiên cửu thiên thập địa cùng dị ma bên ngoài sao? Cái này cùng trong tưởng tượng không đúng, thần khư không phải là thánh tổ táng địa sao? Có người âm thầm cô, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Nữ tử kia nhìn thấy đám người không có theo tới, lại để cho cự long dừng bước chân lại. Sắc trời đã tối, tiếp qua một canh giờ, trời liền muốn tối. Nữ tử không giải thích được nói một câu nói. Trời sắp tối, trời tối thì đã có sao, ở đây cơ bản đều là hạ phẩm pháp tôn. Hơn nữa còn đều là tuyệt đại thiên kiêu cấp bậc nhân vật, dù cho gặp gỡ thiên tôn đều không cần e ngại. Trời tối lại có gì đáng sợ chứ? Nhưng mà, nữ tử để lại một câu nói, liền khống chế cự long bay về phía nơi xa, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Đám người chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, ai cũng không có tự tiện đi theo nữ tử rời đi. Thậm chí, ngay cả đối địch thân phận, cũng tạm thời ném đến tận một bên. Cửu thiên thập địa tu sĩ cùng dị ma cũng không có đánh nhau. Dù sao nơi này tất cả mọi người rất lạ lắm, cũng không muốn cứ để người nhặt tiện nghi. Không thích hợp à, Tiêu Phàm nhìn qua nữ tử rời đi bóng dáng, vừa mới hắn thi triển nghịch loạn chi đồng, vậy mà không phát hiện nữ tử chỗ đặc biệt. Nhưng càng là như thế, Tiêu Phàm càng thấy được sự tình không tầm thường. Cái gì không đúng, Tế Thiên không hiểu hỏi. Nữ nhân kia khí tức trên thân rất huyền diệu, ngay cả ta đều nhìn không thấu, không chỉ có như thế, cái kia cự long có vẻ như không phải thái cổ thần giới sinh linh. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Dừng một chút, hắn lại nhỏ giọng thầm thì nói, không phải thái cổ thần giới, lại không phải cửu thiên thập địa, càng không phải là ma tộc, vậy các nàng đến từ chỗ nào? Chẳng lẽ, Tế Thiên ngữ khí bỗng ngưng tụ, mãnh liệt nghĩ tới điều gì? Ngươi phát hiện cái gì? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Tế Thiên trầm mặc chốc lát, vẫn là cho Tiêu Phàm nói ra trong lòng nghi ngờ, Tiêu Phàm con ngươi không khỏi co rút lại một chút, sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Thời gian trôi qua rất nhanh, quả nhiên như nữ tử kia nói tới, sắc trời chậm rãi trở nên tối mờ. Màn đêm, chậm rãi giáng lâm. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người kinh hô không thôi. Chỉ nơi xa lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Không đợi những người khác lấy lại tinh thần, người kia xoay người chạy, hướng về nữ tử rời đi phương hướng kích xạ đi. Tiêu Phàm không chút do dự đi theo, ánh mắt lại là tò mò nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, hắc ám không ngừng tràn ngập, dường như đang thôn phệ tất cả, thậm chí ngay cả quang mang đều biến mất không thấy gì nữa, đen hết sức triệt để. Ngược lại là bọn họ dưới chân. Mặc dù lờ mờ, nhưng y nguyên còn có một chút dư quang. Hai người so sánh, dường như có một đầu hắc ám quái vật, chính hướng về bọn họ vị trí cắn nuốt. Mắt thường thấy phạm vi bên trong, tất cả đều trở nên đen như mực. Đó là vật gì? Tiêu Phàm kinh hô. Hắn mặc dù không thấy cái gì, nhưng hắc ám lại cho hắn một loại cực kỳ chí mạng cảm giác. Giờ khắc này, những người khác tu sĩ cũng lấy lại tinh thần đến, nơi nào còn dám lưu lại. Phần lớn người chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, tử vong khí tức ở giáng lâm. Đám người lúc này mới hồi tưởng lại nữ tử trước khi rời đi lưu lại cái kia không giải thích được ngữ, hiện tại xem ra, đối phương hiển nhiên đang nhắc nhở bọn họ. Chạy mau, đám người kêu sợ hãi, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra. Nhưng cái kia bóng tối bao trùm tốc độ quá nhanh, tựa như một chương bàn tay vô hình giò tới, muốn đem tất cả nghiền nát, hủy diệt. À có người chung quy là chậm một nhịp, trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ, cả người triệt để không thấy thân ảnh, chỉ có một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Mà không đến thời gian một hơi thở, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Đường đường hạ phẩm pháp tôn, vậy mà không có nổi lên nửa điểm bọt nước, thậm chí ngay cả giãy giụa cũng không kịp, liền bỏ mình đạo vẫn.
Đám người nhìn thấy một màn này, càng ngày càng sợ hãi, tốc độ chạy trốn càng lúc càng nhanh. Đột phá thánh tôn cảnh đến nay, đám người từ giữa không có nghĩ qua, hắc ám cũng sẽ khủng bố như thế, lại có thể giết người. Cái này vẫn là bọn họ bình sinh lần thứ nhất gặp gỡ. Bọn họ càng thêm sợ hãi, lại rất hiếu kỳ, bóng tối này bên trong đến cùng có đồ vật gì, liên hạ phẩm pháp tôn cảnh đều không có nửa điểm sức phản kháng. Tế Thiên, nơi đó rốt cuộc là cái gì? Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, trên đời này vẫn còn có kinh khủng như vậy đồ vật. Ta cảm nhận được tổ khí, có thể là thánh tổ cảnh chết rồi biến thành oán niệm. Tế Thiên trầm ngâm một tiếng, bất quá bình thường mà nói, hẳn là không người có thể điều khiển những cái này tổ khí mới đúng. Ngươi nói có đúng hay không vừa rồi nữ nhân kia khống chế? Tiêu Phàm cau mày. Khả năng này rất lớn, nữ nhân kia biết rõ bọn họ một nhóm sẽ không như thế ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên làm ra những vật này tới dọa bọn họ, đạt tới nàng lúc ban đầu mục đích. Hẳn không phải là, nữ tử kia chỉ là thiên tôn cảnh tu vi, không có điều khiển thánh tổ oán niệm năng lực. Tế Thiên lắc đầu, muốn thao túng thánh tổ oán niệm, chí ít cũng phải là bán tổ cảnh. Nói cách khác, nơi này đã có khả năng có bán tổ cấp bậc tồn tại. Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh. Bất quá, sau đó hắn không ngừng tới gần, trong lòng loại kia triệu hoán vậy mà càng ngày càng mãnh liệt. Nói cách khác, táng vật lưu lại, cũng ở đó nữ nhân vị trí. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Tiêu Phàm cũng không cho rằng, nữ tử cũng là nghĩ lấy được táng đồ vật, khẳng định còn có càng thêm thần bí đồ vật. Đừng ngăn cản lão tử, cút ngay. Có người nổi điên, một chút nhỏ yếu cửu thiên thập địa tu sĩ, cùng một chút dị ma, tự biết chạy không khỏi đêm tối thôn phệ, vậy mà bắt đầu điên cuồng công kích những người khác. Bọn họ nghĩ đến, bản thân dù cho chết, cũng phải nâng một cái địch nhân đệm lưng. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, loại tình huống này nhưng không thế nào tốt. Một khi động thủ, mọi người tốc độ nhận trở ngại, đến lúc đó hơn phân nửa người đều phải bị hắc ám lưu lại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại cũng không có giữ lại chút nào, tốc độ bạo tăng. Tu sĩ khác cũng là như thế, bây giờ còn bảo lưu lấy thực lực, chờ chút có thể liền phải chết. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, nguyên bản 70, 80 người tiến vào thần khư. Cuối cùng chỉ còn lại có khoảng 40 người, dòng dã chết một nửa. Nếu như chết ở chiến trường núi, cái kia thì cũng thôi đi, nhưng cuối cùng lại là chết tại trong bóng tối, để một đám pháp tôn cảnh hết sức buồn bực và biệt khuất. Các ngươi nhìn, phía trước có một tòa thành, đột nhiên, có người ngạc nhiên hét lớn, dường như thấy được hy vọng sống sót. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên như người kia nói. Một tòa trắng noãn như ngọc thành chỉ lạc ấn ở đám người tầm mắt. Bạch sắc cung điện, bạch sắc đường cái, không trung càng là có một đạo lồng ánh sáng màu trắng. Tất cả, đều là bạch sắc. Thánh khiết hoàn mỹ, cái từ này dùng để hình dung tòa này thành trì, đều xem như vũ nhục nó. Nhưng tất cả quả thật là như thế, nó lặng lặng nằm ở trong bóng tối, dường như trở thành đám người sau cùng an toàn cảng. Tiêu Phàm nhìn thấy bạch sắc thành trì trong nháy mắt, càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Hắn không muốn vào, nhưng bốn phía hắc ám chẳng mấy chốc sẽ thôn phệ tất cả, hắn có thể không có tự tin có thể chống đối thánh tổ oán niệm. Hô, Tiêu Phàm cùng ở sau lưng mọi người, nhanh chóng xuyên qua bạch sắc trận pháp màn sáng, tiến nhập bạch sắc thành trì bên trong. Kém một chút, địa phương quỷ quái này, làm sao khủng bố như vậy? Còn tốt tiến vào, nếu như muộn một chút. Liền phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đám người một bộ chết rồi quãng đời còn lại dáng vẻ, dường như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Bọn họ vốn cho rằng thần khư chính là tạo hóa địa phương, lại không nghĩ rằng, nơi này nhất định chính là ác mộng địa phương. Hiện tại mới bao lâu, vậy mà đã chết một nửa người. Tiếp xuống trời mới biết còn muốn chết bao nhiêu người. Nữ tử kia thế nhưng là nói, tiến vào nơi này, còn sẽ có mặt khác khảo hạch. Đang lúc đám người trầm ngâm thời khắc, một đạo bạch quang lóe lên, một đầu số to khoảng 10 trượng bạch long xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Bạch long đỉnh đầu, vẫn như cũ đứng đấy trước đó nữ tử không cảm tình chút nào hướng về phía dưới đám người. Hoan nghênh quang lâm thiên sứ chi thành, chúc mừng mọi người thông qua ải thứ nhất khảo hạch. Nữ tử giống như máy móc một dạng lãnh đạm nói ra. Ải thứ nhất khảo hạch, đám người trong lòng hết sức kinh hãi. Kinh khủng hắc ám,
cũng chỉ là ải thứ nhất, cái kia cửa thứ hai lại phải làm sao khủng bố. Chỉ là suy nghĩ một chút, đám người cũng có chút phát lạnh. Các hạ, chúng ta có thể không thể buông tha khảo hạch, rời đi nơi đây. Có người trầm giọng hỏi. Cơ duyên, vậy cũng phải có mệnh mới có thể đi hưởng thụ a. Có thể, nữ tử nhàn nhạt gật đầu. Cái kia người mở miệng nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng, những người khác cũng lộ ra chờ mong. Bọn hắn giờ phút này, chỗ nào còn sẽ nghĩ đến tạo hóa cùng cơ duyên, chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Táng tổ thiên mộ, trừ bỏ thần khư bên ngoài, chẳng lẽ địa phương khác liền không có cơ duyên sao? Nhưng mà một khắc sau, để đám người hít ngược một hơi khí lạnh sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy nữ tử lấy tay vung lên, vừa rồi mở miệng hỏi thăm tu sĩ, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng bao phủ, trực tiếp bay ra bạch sắc thành trì. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong bóng tối truyền đến, ngay sau đó rất nhanh liền mất tung ảnh. Dù cho một hòn đá ném vào trong nước, đều có thể nổi lên một điểm gợn sóng. Nhưng hạ phẩm pháp tôn cảnh, lại giống như chìm vào một đầm nước đọng. Tất cả tu sĩ tức giận nhìn xem bạch y nữ tử, có thể ai cũng không dám ngoi đầu lên. Đối phương triển lộ thực lực, thế nhưng là thiên tôn cảnh, bọn họ nhưng không có cùng thiên tôn cảnh đối chiến dũng khí. Huống chi, ai biết nữ tử này còn có hay không đồng bọn. Bọn họ nếu như xuất thủ, đến lúc đó nữ tử đồng bọn xuất hiện, bọn họ chỉ có thể chết càng nhanh. Từ các ngươi tiến vào thần khư bắt đầu, chỉ có một loại khả năng có thể rời khỏi khảo hạch. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, kia liền là chết, chỉ có tử vong người, mới có thể từ bỏ khảo hạch. Mọi người sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái này căn bản không có lấy được nguyện ý của bọn hắn. Nhưng hiện tại, đối phương vậy mà cưỡng ép bức bách bọn họ tham gia, cái này khiến bọn họ làm sao cam tâm tình nguyện. Cái kia cửa thứ hai khảo hạch là cái gì? Có người nhìn không được hỏi. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía thiên sứ chi thành chỗ sâu nhất một tòa cung điện, nói các ngươi đi theo ta, lần này, đám người không còn dám chần chờ, vội vàng đi theo. Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, ánh mắt quét mắt bốn phía, lại là phát hiện, những cái này bạch sắc cung điện, đều rất giống bị phong cấm một dạng. Những vật này, tựa như nguyên vốn không thuộc về nơi này, hơn nữa đều bao phủ ở trận pháp bên trong. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Trận pháp năng lượng ba động, lúc trước hắn liền cảm ứng được, cho dù là thiên sứ chi thành phía trên trận pháp, cũng cực kỳ cường đại. Tòa này thành trì, hẳn là mới vừa xây không lâu. Tế Thiên cũng cho ra trong lòng mình phỏng đoán. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, trước ngươi nói đúng, nơi này, 89 phần 10 là những người kia dở trò quỷ, cái gì thiên sứ chi thành, căn bản chính là cái ổ chim non. Tổ chim hình tượng không sai, Tế Thiên khó được cười nói. Không sai, Tế Thiên trước đó nhìn thấy bạch y nữ tử thời khắc, liền nghĩ đến thiên nhân tộc, nữ tử khí tức trên thân nấp rất kỹ, nhưng cùng thiên nhân tộc có quan hệ lớn lao. Bây giờ tiến vào thiên sứ chi thành, bọn họ liền càng chắc chắn. Cái này cái gọi là khảo nghiệm, 89 phần 10 chính là thiên nhân tộc dở trò quỷ. Về phần trước kia vì sao không có người nhắc lên thần khư khảo hạch, cũng không phải là bạch y nữ tử nói tới như vậy, đi ra người không thể nhắc lên. Mà là, nơi này trước kia cho tới bây giờ liền không có qua khảo hạch, thiên nhân tộc hẳn là vừa mới tiến đến không lâu. Đúng rồi, người nói, thiên nhân tộc hiện tại làm sao thường xuyên xuất hiện. Tiêu Phàm hết sức nghi ngờ nói. Đại kiếp sắp tới, Tế Thiên lập lờ nước đôi nói. Thái cổ đại kiếp, hoang cổ đại kiếp, đều đã nhiều lần đại kiếp, trước kia chẳng lẽ cũng có thiên nhân tộc. Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Thiên nhân tộc. Có như vậy thần bí cùng cường đại sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, một thế này không giống nhau. Tế Thiên trầm tư chốc lát nói. Không giống nhau, chỗ nào không giống nhau? Tiêu Phàm nghi hoặc, nhưng không có tiếp tục hỏi thăm, Tế Thiên có lẽ là không thể nói ra miệng. Hơn nữa, Táng nói cho hắn, chỉ cần tìm được hắn vật lưu lại, liền có thể minh bạch tất cả. Chỉ chốc lát sau, mọi người tại thiên sứ chi thành chỗ sâu nhất cung điện ngừng lại. Cung điện không biết dùng cái gì chế tạo, bề ngoài bóng loáng hết sức, giống như ngọc nhũ ngưng kết mà thành, trong suốt trong suốt. Lúc này, nữ tử ngừng bước chân, nhìn về phía chúng nhân nói, cửa thứ hai, khảo hạch là thực lực và huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực, đám người nhíu mày, trên mặt càng là lộ ra vẻ lo lắng.
thực lực thì cũng thôi đi, khảo hạch thế nào huyết mạch chi lực đây? Huyết mạch chi lực, thế nhưng là mỗi người tu sĩ bí mật, làm sao có thể dùng để khảo hạch? Làm sao khảo hạch, có người ngưng tiếng hỏi. Nhìn thấy phiến kia cửa hay không? Nữ tử chỉ cung điện đại môn nói, dùng các ngươi thực lực cùng huyết mạch chi lực, kích hoạt trên cửa đường vân, có thể tiến vào người, xem như thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Nếu như thất bại đây, có người không hiểu. Thất bại, nữ tử lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi sẽ bị rút khô máu tươi mà chết, các ngươi đừng nghĩ đến pháp tôn cảnh cho dù không thấy máu tươi cũng có thể sống lấy. Xin khuyên các vị một câu, tốt nhất toàn lực kích phát huyết mạch chi lực, nếu không mà nói, các ngươi sẽ phải hối hận. Toàn lực kích phát huyết mạch chi lực, chẳng lẽ môn này sẽ còn hút khô bọn họ khí số cùng sinh cơ hay sao? Không biết thông qua được cửa này, còn có mấy ải, cũng không thể khảo hạch vô cùng vô tận a. Tiêu Phàm cũng nhịn không được hỏi, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác người khác là hướng về phía hắn đến đây. Lời này vừa nói ra, đám người cũng tất cả đều nhìn về phía bạch y nữ tử, muốn biết một cái đáp án chuẩn xác. Đây là cửa thứ hai, phía sau còn có một cửa. Nữ tử ngược lại là không chần chờ, không chút nghĩ ngợi nói. Đám người nghe nói như thế, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như khảo hạch này vô cùng vô tận, vậy căn bản chính là đem bọn hắn vào chỗ chết chơi. Bất quá còn tốt, qua cái này một cửa, chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng. Ai người thứ nhất lên? Nữ tử lộ ra hơi không kiên nhẫn, hoặc có lẽ là, như có chút vội vàng. Ta tới, một cái thanh niên vóc người khôi ngô đứng dậy, trên người tản ra dị ma cường đại khí thức, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, so phần lớn người tại chỗ đều sẽ cường đại không ít. Đám người ngược lại là không có tranh đoạt, dù sao mỗi người đều biết có cơ hội. Bất quá, Tiêu Phàm lại là híp híp hai mắt, hắn nghĩ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Kia liền là, bọn họ những người này có vẻ như chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Nếu như bọn họ thất bại, rất có thể sẽ có nhóm người thứ hai tiến đến. Sớm biết, ta hẳn là thông chi thí thần bọn họ. Tiêu Phàm trong lòng có chút lo lắng. Đáng tiếc, hắn cũng không để lại linh hồn phân thân, trước đó cũng không biết bên trong tình huống, căn bản là không có cách đem tin tức truyền đạt ra đi. Tiểu tử, người vẫn lo lắng chính người a, ta cuối cùng cảm giác bọn họ là hướng về phía người tới. Tế Thiên đột nhiên trầm giọng nói. Hướng về phía ta tới. Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Không sai, cửa đá này phía trên đường vân, ta đã thấy, chính là người tu la tộc đặc thù. Chỉ có tu la tộc huyết mạch chi lực mới có thể mở ra. Tế Thiên ngữ khí hết sức ngưng trọng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm con người hơi co lại. Táng vật lưu lại liền ở bên trong. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Bởi vì hắn tiến vào thiên sứ chi thành về sau, trong đầu cái chủng loại kia triệu hoán liền biến mất không thấy. Nếu như là táng vật lưu lại, cái kia tự mình mở ra có lẽ còn có một tia hy vọng. Bằng không. Hắn một khi mở ra cánh cửa này, bạch y nữ tử kia tất nhiên sẽ ra tay đối phó hắn. Người gặp qua cái này đường vân, Tiêu Phàm lại hỏi. Gặp qua, năm đó tu la tổ ma sử dụng qua, là người tu la tộc đặc thù bí văn. Tế Thiên hồi đáp. À đột nhiên, phía trước một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý lực. Chỉ thấy cái kia khôi ngô dị ma tay phải dán chặt lấy ngọc thạch chi môn, cả người trong nháy mắt khô quắt xuống. Không chỉ có mất máu tươi nghiêm trọng, ngay cả sinh cơ, khí số cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Tê đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Cái kia khôi ngô dị ma thế nhưng là hạ phẩm pháp tôn A, lại bị ngọc thạch chi môn hút không còn một mảnh. Hơn nữa, hắn thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Nhưng tay của hắn, rõ ràng chính là dán ngọc thạch chi môn A, bình thường mà nói, không phải rất dễ dàng liền có thể lấy ra sao. Nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản, nam tử khôi ngô liều mạng giãy giụa, tay phải căn bản không thể rời đi ngọc thạch chi môn. Mấy tức về sau, nam tử khôi ngô chỉ còn lại có da bọc xương, cả người tê liệt trên mặt đất. Cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, tùy thời đều có thể một mệnh ô hô. Đám người không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại ngưng trọng tới cực điểm. Bọn họ biết rõ, khôi ngô dị ma kết cục, rất có thể chính là bọn họ. Cái tiếp theo, bạch y nữ tử thần sắc đạm mạc nói,
trong mắt đều là nồng nặc vẻ thất vọng. Đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, ai cũng không dám chủ động tiến lên. Nói đùa cái gì, đây chính là muốn chết người a. Ở không biết rõ ràng Ngọc Thạch Chi Môn phía trước, ai dám lên trước. Bạch y nữ tử càng ngày càng không kiên nhẫn, đạm mạc nói, thời gian uống cạn nửa chén trà không người tiến lên, các ngươi tất cả mọi người làm mất đi thiên sứ chi thành phù hộ. Đám người lạnh lùng, đây là buộc bọn họ đi chịu chết sao? Hiện tại, bọn họ chỉ muốn sống sót, cái gì khảo hạch, ai cũng không quan tâm. Trầm mặc thật lâu, rốt cục lại có một người đứng dậy. Ta tới, đó là cả người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử, hắn lấy dũng khí đi tới. Mặc dù hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nhưng vẫn như cũ ôm một tia hy vọng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắc sắc chiến giáp nam tử, bọn hắn cũng đều hy vọng đối phương có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Dù sao, bọn họ đều không cho là mình so hắc sắc chiến giáp nam tử mạnh. Nếu như hắc sắc chiến giáp nam tử thất bại, vậy bọn hắn xác suất thất bại cũng rất lớn. Thế nhưng là, nhất định để bọn hắn thất vọng. Hắc sắc chiến giáp nam tử tay phải vừa mới dán lên Ngọc Thạch Chi Môn, một cổ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn, điên cuồng thôn phệ tất cả về hắn. Cứu ta! Hắc sắc chiến giáp nam tử kêu rên, quay đầu khẩn thiết nhìn xem đám người. Nhưng ai cũng không có lên phía trước, bọn họ là pháp tôn cảnh không sai, có thể cũng không đại biểu bọn họ không sợ chết a. Thật chẳng lẽ chỉ có tu la tộc huyết mạch mới có thể mở ra? Tiêu Phàm trong lòng càng ngưng trọng. Đây là một cái nhằm vào tu la tộc cục, thế nhưng là, hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp phá giải. Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi sao? Những người này, đoán chừng không có một cái nào có thể sống rời đi, bao quát ngươi. Tế Thiên trầm giọng nói. Thiên nhân tộc, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Tiêu Phàm không hiểu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng thiên nhân tộc chỉ là thần bí đã, nhưng hẳn là đứng ở thái cổ thần giới nhất phương. Dù sao, Tô Hỏa cũng tốt, Phân Phán Nhi cũng được, bọn họ đều là thiên nhân tộc. Nhưng là, bọn họ bộ tộc này, suốt đời đều đang bảo vệ chiến hồn đại lục. Nếu như không phải là bởi vì Vân Phán Nhi muốn giết hắn, Tiêu Phàm có lẽ đều vẫn chưa hay biết gì, cho rằng thiên nhân tộc là người một nhà. Cũng là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm sau khi hiểu rõ, đối Vân Phán Nhi cũng không có như vậy cừu hận. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Vân Phán Nhi cũng nhắc nhở bản thân. Bọn họ muốn làm cái gì? Đoán chừng liền bọn họ chính mình cũng không biết. Tế Thiên nói một câu không giải thích được. Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ, hắn khẩn cấp hy vọng, mình có thể lấy được táng vật lưu lại, biết rõ ràng tất cả. Tế Thiên, người ứng phó con rồng kia có vấn đề hay không? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Cuốn lấy nó cũng không có vấn đề, nhưng là, ta khuyên người tốt nhất không nên làm như vậy. Tế Thiên âm thầm thở dài. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại nói cái thiên sứ này chi thành, chính là một cái bán tổ cấp trận pháp, người có lòng tin phá mở nó sao? Tiêu Phàm cười khổ, hắn hiện tại cũng không thấy rõ ràng cái này bán tổ cấp trận pháp là lai lịch thế nào, làm sao phá mở nó. Cái tiếp theo, nữ tử thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Thế nhưng là, đám người ai cũng không nguyện ý tiến lên. Mỗi người đều ôm cùng một loại ý nghĩ. Muốn chết liền mọi người cùng nhau chết. Dù sao ta là không đi chịu chết, nếu là khảo hạch, cũng không thể để tất cả chúng ta chết hết đi. Ai cũng nghĩ đến trở thành cái cuối cùng người còn sống sót. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ, bọn họ những người này, không có người nào có thể may mắn sống sót. Thậm chí hắn đều hoài nghi, cái này cửa thứ hai về sau, đến cùng còn có hay không cửa thứ ba. Bởi vì trừ hắn ra, không có khả năng có người thứ hai có thể mở ra Ngọc Thạch Chi Môn. Thậm chí, cho dù mặt khác tu la tộc người đến, cũng đồng dạng không cách nào làm đến. Táng lưu cho hắn đồ vật, như thế nào những người khác có thể mở ra? Ta tới a, thở sâu, Tiêu Phàm vẫn chủ động đứng dậy. Trốn, là không tránh thoát. Đã như vậy, còn không bằng chủ động xuất thủ, có lẽ còn có một tia cơ hội. Mọi người ánh mắt cùng nhau ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, khó được là, một lần này cũng không có trào phúng hắn. Bất quá, cũng có số ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Phàm nhìn như không thấy, trực tiếp hướng về cửa đá đi đến. Hắn tốc độ rất chậm, tựa như đang thử thăm dò lấy cái gì.
Sau nửa ngày, Tiêu Phàm ngừng chân ở Ngọc Thạch Chi Môn phía trước, đột nhiên trong lòng khẽ run, trước cửa đá bố trí mấy cái trận pháp. Vạn nhất ngươi mở ra cửa đá đào thoát, bọn họ chẳng phải là uổng phí. Tế Thiên đạm mạc nói. Nói cách khác, vừa rồi hai người kia sở dĩ không thể trốn thoát, là bởi vì có trận pháp trói buộc hắn lại môn. Tiêu Phàm hiểu, trong lòng lại là vô cùng băng lãnh. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên là cảm nhận được dưới chân trận pháp là dùng để làm gì. Trong đó có hư không trói buộc trận văn, hiển nhiên là phòng ngừa mở ra Ngọc Thạch Chi Môn người đào thoát. Nói như vậy, cửa thứ hai khảo hạch, nếu như không thể khởi động Ngọc Thạch Chi Môn, liền hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hơn nữa, còn phải bị Ngọc Thạch Chi Môn hút khô mà chết, đây đối với pháp tôn cảnh mà nói, nhất định chính là một loại bi ai. Tế Thiên, dựa theo kế hoạch làm việc, ta nghĩ biện pháp mở ra Ngọc Thạch Chi Môn, người thay ta hướng về nữ nhân kia cùng Cự Long. Tiêu Phàm thở sâu, chậm rãi giơ tay lên. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiêu Phàm cũng đình chỉ hô hấp, bàn tay chậm rãi dán tại trên cửa đá, huyết mạch chi lực tràn vào trong cửa đá. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội, một cỗ bá đạo lực lượng đột nhiên tập trung vào hắn thân thể. Cả người đột nhiên dường như mất đi khống chế, nhất là tay chân, hoàn toàn không cách nào động đậy. Thật ác độc a, Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh. Còn tốt Tế Thiên nhắc nhở hắn, bằng không, bản thân thật có khả năng trở thành quân cờ của người khác, chết ở nơi đây. Theo Tiêu Phàm huyết mạch chi lực tràn vào Ngọc Thạch cánh cửa bên trong, đột nhiên, Ngọc Thạch Chi Môn khẽ run lên. Mở, có người kinh hô mà ra. Đám người không khỏi trợn to hai mắt, dường như thấy được hy vọng một dạng. Không chung, bạch y nữ tử vô tình con người rốt cục tỏa sáng một tia sắc thái, thậm chí có chút nóng rực. Chỉ thấy Ngọc Thạch Chi Môn bên trên, bọn họ phủ đầy rậm rạp chẳng chịt huyết sắc đường vân, giống như thân thể con người mạch máu. Nguyên bản thánh khiết hoàn mỹ Ngọc Thạch Môn này, vậy mà trở nên đỏ tươi như máu, nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm, Ngọc Thạch Chi Môn lay động, chậm rãi hướng phía sau đẩy ra, một đạo khe hở xuất hiện, bên trong tuôn ra một cỗ hoang vu khí tức. Hô, cũng đúng lúc này, trời cao bạch y nữ tử động, đưa tay một bàn tay hướng về Tiêu Phàm dò tới. Hỗn trướng, đây là một cái cục, căn bản không có cơ duyên gì khảo hạch. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, chúng ta bị lừa, mục đích của bọn hắn chính là muốn giết chết chúng ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ngang một tiếng long ngâm vang lên, cái kia mấy chục trượng lớn Cự Long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn móng vuốt hướng về phía dưới đám người đánh tới. Hỗn trướng, giết bọn hắn, 30-40 cái hạ phẩm pháp tôn tức giận, cùng nhau nhào về phía bạch y nữ tử cùng Cự Long. Trước đó không dám phản kháng, là bởi vì chỉ có thiên sứ chi thành mới có thể bảo vệ bọn hắn tính mệnh. Nhưng là bây giờ, nếu như còn không phản kháng, vậy cũng chỉ có thể chờ chết, không có gặp nữ tử kia cùng Cự Long đều đã động thủ sao. Thiên tôn cường giả dĩ nhiên đáng sợ, nhưng là xa xa không có ngoài thành hắc ám đáng sợ a. Huống chi, bọn họ đều là các giới thiên kiêu, hạ phẩm pháp tôn tu vi có thể trong chiến đấu phẩm pháp tôn cũng không ít. Thậm chí dám khiêu chiến thượng phẩm pháp tôn cũng chưa chắc không có. Nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, dù cho thiên tôn đều muốn nhượng bộ lui binh. Đáng chết, bạch y nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, Thiên Long, người cản bọn họ lại, ta tới ứng phó hắn. Lời còn chưa dứt, bạch y nữ tử cấp tốc hướng về Tiêu Phàm tới gần, một cánh tay ngọc giò ra, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Mắt thấy cái kia ngọc thủ sắp rơi xuống, Tiêu Phàm trước người bỗng xuất hiện một khối huyết sắc thạch bi, trừ bỏ Tế Thiên Chi Môn còn có thể là ai. Tế Thiên cơ hồ một kích toàn lực nghênh đón, bạch y nữ tử toàn thân run một cái, một cỗ bão táp năng lượng khổng lồ trùng kích bốn phương tám hướng. Phốc, Tiêu Phàm bị chấn động đến không ngừng ho ra máu, nhưng là, hắn không những không giận mà còn cười. Tế Thiên cùng bạch y nữ tử công kích năng lượng, đánh nát chung quanh hắn trận pháp lực lượng, hắn thân thể rốt cục có thể hành động tự nhiên. Cũng đúng lúc này, nguyên bản hiện ra bạch sắc Ngọc Thạch Chi Môn, đột nhiên chậm rãi biến thành huyết sắc. Liền tựa như một bức tranh quyển chậm rãi hòa tan, thánh khiết bạch sắc nhanh chóng bị diêm dúa huyết sắc thay thế.
Cơ hồ một cái hô hấp không tới thời gian, nguyên bản thánh khiết hoàn mỹ thiên sứ chi thành, trong nháy mắt biến thành huyết tinh chi thành. Thiên nhân tộc, lại là các người đám này điểu nhân, các người có thể so sánh ma tộc muốn đáng hận nhiều. Tiêu Phàm cười như điên một tiếng, đột nhiên đẩy ra huyết sắc thạch môn đi vào. Hỗn trướng, Bạch Y nữ tử phẫn nộ tới cực điểm. Ngay sau đó, chỉ thấy sau lưng nàng đột nhiên mở ra hai đôi cánh trắng như tuyết, giống như thiên sứ lâm trần, không nhiễm mảy may bụi bặm. Thiên nhân tộc, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cửu thiên thập địa người như thế, dị ma tu sĩ cũng là như thế. Hừ, tứ dực nữ tử lạnh rên một tiếng, con người màu trắng bên trong bắn ra hai đạo lợi mang, rơi vào 10 cái tu sĩ bên trong, những tu sĩ kia đột nhiên dường như thất thần. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, những cái này bị khống chế tu sĩ, đều là ma tộc người. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Tứ dực nữ tử ngữ khí điềm nhiên nói. Chỉ một thoáng, một trận loạn chiến bắt đầu, cửu thiên thập địa tu sĩ cùng dị ma lần nữa đánh nhau. Thiếu chủ nhân, tiểu tử kia tiến vào, làm sao bây giờ? Thiên Long hóa thành một cái trung niên nam tử, cung kính đứng ở tứ dực nữ tử sau lưng. Hắn không chạy thoát được đâu. Tứ dực nữ tử ánh mắt lạnh lùng, đem thiên dực quân đoàn triệu tập tới, ta thủ tại chỗ này. Là, Thiên Long gật gật đầu. Bỗng tại chỗ biến mất. Tứ dực nữ tử hờ hững hướng về huyết sắc thạch môn, thế hệ này tu la tộc trưởng, chính là các ngươi chờ đợi người. Hắn mà chết, các ngươi bày bố ngàn vạn năm, thì có ích lợi gì? Lại nói Tiêu Phàm tiến vào huyết sắc thạch môn, đâm đầu vào là một mảnh huyết sắc khí lãng. Thật nhiều thần huyết, Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh. Hắn hiện tại đã dung hợp gần 9.000 loại thần huyết, nếu như dung hợp nơi này thần huyết, hắn có tự tin. Thật sự có thể đạt tới 9.999 loại. Đến lúc đó, hắn cũng liền có thể đem tu la cửu biến tu luyện tới viên mãn. Lấy hắn hiện tại vô thượng kim thân đệ tứ đoán nhục thân, thôi động tu la đệ cửu biến, tất nhiên so vô thượng kim thân đệ ngũ đoán đều cường đại hơn. Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép lấy hưng phấn, chậm rãi tới gần huyết trì. Nghịch loạn chi đồng thi triển, cuồn cuộn thần huyết điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Tê Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh, dù cho thi triển nghịch loạn chi đồng, dung hợp thần huyết thống khổ, cũng vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Không được, ta tu vi vẫn là quá yếu, còn không thể thừa nhận vượt qua 9.000 loại thần huyết. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Thở sâu, hắn cuối cùng vẫn ngừng lại. Thần huyết liền ở trước mắt hắn, về sau hắn có chính là sự tình tu luyện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy tay vung lên. Đem tất cả thần huyết toàn bộ đều gom lại. Trong lúc nhất thời, bốn phía trở nên vắng vẻ hết sức. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt, trong nháy mắt bị phía trước một pho tượng hấp dẫn. Thạch Điêu đưa lưng về phía hắn, nhìn qua rất phổ thông, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được trên người tán phát mãnh liệt thần tính. Vậy mà toàn thân đều là dùng vô ngân bí kim chế tạo. Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh, thủ bút này có vẻ như cũng quá lớn. Bất quá nghĩ đến táng lưu cho hắn những cái kia chân tàng, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Táng thế nhưng là thu đủ mấy loại nghịch thiên thần kim, lấy được nhiều như vậy vô ngân bí kim, đây tính toán là cái gì đây? Tiêu Phàm thở sâu, chậm rãi hướng về Thạch Điêu đi đến. Hắn dư quang lại là quét đại điện bên trong một cái, đại điện bên trong trừ bỏ mới vừa những cái kia thần huyết, cũng không có những vật khác. Trước mắt Thạch Điêu, xem như vật duy nhất. Hắn có loại cảm ứng mãnh liệt, táng vật lưu lại, liền ở trong tượng đá. Nhưng mà, khi hắn đạp vào thềm đá thời khắc, Thạch Điêu đột nhiên hơi hơi rung động, sau đó chậm rãi quay người hướng Tiêu Phàm. Sau một khắc, Tiêu Phàm con người co rụt lại, nhìn chằm chằm Thạch Điêu, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Đây là, Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt. Dù cho vừa rồi nhìn thấy Thạch Điêu là từ vô ngân bí kim chế tạo, hắn cũng không có khiếp sợ như vậy. Bởi vì, Thạch Điêu này dung mạo, vậy mà cùng hắn giống như đúc. Táng trước kia lại không gặp mình, lại làm sao có thể chế tạo cùng bản thân hoàn toàn tương tự Thạch Điêu đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu. Ong ong đột nhiên, Thạch Điêu mi tâm đã nứt ra một đường vết rách, một đạo huyết sắc quang hoa nở rộ, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong. Tiêu Phàm vậy mà phát hiện mình không cách nào động đậy. Trơ mắt nhìn xem Thạch Điêu mi tâm phi ra một cái huyết sắc tiểu nhân.
huyết sắc tiểu nhân dung mạo, vậy mà cũng cùng Tiêu Phàm giống như đúc. Tiêu Phàm đột nhiên đình chỉ giãy giụa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia huyết sắc tiểu nhân dường như cùng hắn đồng nguyên. Đây là ta linh hồn phân thân, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Hắn đối với mình linh hồn phân thân, thực sự quá quen thuộc. Mặc dù hắn một lần lại một lần nói với chính mình, cái này không phải mình linh hồn phân thân, thế nhưng bản nguyên khí tức là không thể nào lừa hắn. Để cho Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, cái này huyết sắc tiểu nhân tán phát khí tức, không biết còn mạnh mẽ hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Linh hồn phân thân so bản thể mạnh, loại này quái dị sự tình, có lẽ cũng chỉ có thể phát sinh ở Tiêu Phàm trên thân. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, huyết sắc tiểu nhân đột nhiên chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Oanh, một cỗ cuồng bá khí tức từ Tiêu Phàm trên người nở rộ mà ra, đại điện đều run rẩy dữ dội lên. Tiêu Phàm khí thế trên người không ngừng kéo lên, bản nguyên chi lực điên cuồng tăng trưởng. 5 vạn, 6 vạn, 7 vạn. Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, bình thường bản nguyên chi lực, tối đa cũng chính là 1.000-1.000 tăng trưởng, nhưng bây giờ, vậy mà 1 vạn 1 vạn bạo tăng. Hơn nữa, không chỉ là một loại bản nguyên chi lực bạo tăng, mà là 3 loại bản nguyên chi lực bạo tăng. Chỉ một lát sau thời gian, Tiêu Phàm 3 loại bản nguyên chi lực thì đến được 9 vạn nhiều. Cùng lúc đó, một tiếng sét nổ vang từ hắn thể nội truyền ra. Oanh, quanh người hắn phồng lên lấy cường đại khí tức, Tiêu Phàm trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bản thân vậy mà đột phá trung phẩm pháp tôn. Không chỉ có như thế, bản nguyên chi lực điên cuồng rèn luyện thân thể, vừa mới đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán hắn, vậy mà ẩn ẩn có muốn đột phá đệ ngũ đoán xu thế. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì. Tiêu Phàm kinh hãi nhất chính là, hắn linh hồn lực lượng vậy mà trực tiếp đạt đến bán tổ cảnh giới, thậm chí còn không có ngừng lại xu thế. Đây là muốn đột phá thánh tổ sao? Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi, táng đến cùng là ai, vì sao lưu lại như thế quý hiếm đồ vật đưa cho chính mình? Ngay sau đó, Tiêu Phàm minh bạch. Vô số lạ lẫm mà quen thuộc trí nhớ tràn vào trong đầu của hắn, Tiêu Phàm trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Ta liền là táng, thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới toát ra một câu, giống như bị sét đánh. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều hết sức kính nể táng làm người, thậm chí coi hắn là thành bản thân trưởng giả. Nhưng bây giờ lại nói cho hắn, chính mình là táng, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Chẳng lẽ táng muốn cưỡng ép cải biến hắn ký ức, nhưng hắn trở thành một người khác? Tiêu Phàm lắc đầu, những cái kia ký ức không giống như là giả, dường như vốn là thuộc về chính hắn. Theo từng màn tràng cảnh hiện lên ở trước mắt hắn, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc tin tưởng sự thật này. Chính mình là táng, hắn rốt cuộc minh bạch, tà thần xuyên toa thời không chi hà cứu mình, là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, hắn là đem mình từ quá khứ tiếp trở về. Chỉ là bởi vì xuyên toa thời không chi hà lúc, đi qua tất cả ký ức cơ hồ đều quên lãng. May mắn chính là, hắn trước khi rời đi, sớm đã đem tất cả ký ức giao cho mình lưu lại linh hồn phân thân. Đây cũng là táng nhường hắn tiến về táng tổ thiên mộ tìm kiếm hắn lưu lại đồ vật nguyên nhân. Nói đến cùng, cái này là chính hắn làm quyết định, chỉ là hắn không nhớ nổi mà thôi. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm mới bình tĩnh trở lại, trong lòng không rõ cảm khái. Hắn có chút không hiểu, rốt cuộc là trước có tới bản thân, vẫn có mình bây giờ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đổ cho thời không lực lượng huyền diệu. Trung phẩm pháp tôn cảnh tu vi, bất diệt thánh tổ cảnh linh hồn. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Lần này, hắn thực lực chân chính đã xảy ra bay vọt về chất. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại cao hứng không nổi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Hiện tại, hắn cũng rốt cục biết đại khái. Thái cổ thần giới địch nhân là ai? Ma tộc, thiên nhân tộc, thật đúng là áp lực sơn đại a. Tiêu Phàm vuốt vuốt thái dương huyệt. Một cái ma tộc liền để thái cổ thần giới đau cả đầu, hiện tại lại toát ra cái thiên nhân tộc. Hơn nữa, thiên nhân tộc có vẻ như so ma tộc còn muốn thần bí cùng khủng bố. Chí ít cho đến bây giờ, trừ bỏ Vân Phán Nhi bên ngoài, hắn đã thấy thiên nhân tộc, đều là pháp tôn cảnh trở lên tu vi. Lần này, càng là gặp được thiên nhân tộc thiên tôn cảnh. Chẳng lẽ thiên nhân tộc thật khủng bố như thế? Nhưng hắn nhớ rõ ràng, thái cổ thời đại, thiên nhân tộc là đứng ở nhân tộc cùng yêu tộc nhất phương A,
vì sao đột nhiên làm phản đây? Trong này khẳng định có ẩn tình khác, Tiêu Phàm cau mày. Tuy nói có nhiều vấn đề đã giải thích khó hiểu, nhưng là, có một số việc vẫn như cũ chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi. Thở sâu, Tiêu Phàm cảm thụ được thực lực bản thân. Ba loại bản nguyên chi lực sắp đột phá 10 vạn số lượng, cái này đã đến gần vô hạn thiên tôn cảnh tiêu chuẩn. Tiêu Phàm âm thầm cười khổ. 10 vạn nguyên bản nguyên chi lực, đây là đột phá thiên tôn cảnh tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng Tiêu Phàm, hiện tại rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá trung phẩm pháp tôn A. Nếu như ba loại bản nguyên chi lực dung hợp lại cùng nhau, đây chính là 30 vạn nguyên, cho dù ở thiên tôn cảnh bên trong, cũng là thuộc về cường giả đỉnh cao. Dù cho bây giờ khống chế độ có chỗ hạ xuống, nhưng là tuyệt đối không phải phổ thông thiên tôn cảnh có thể chiến thắng. Đúng là một cái rất lớn kinh hỉ, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Bất quá về sau muốn đột phá thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn cảnh, sợ là càng thêm phiền toái. Đi qua nhiều ngày như vậy, cũng không biết bên ngoài thế nào. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, đứng dậy. Lấy tay vung lên, hắn đem mình thạch điêu thu vào, vô ngân bí kim chế tạo thạch điêu, nếu như linh hồn phân thân điều khiển, thực lực tất nhiên cũng sẽ không yếu. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cất bước đi về phía cửa. Ngoại giới, bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên huyết sắc cung điện. Nó dưới chân, nổi một đầu bạch long, sau lưng càng là đứng đấy mấy trăm người mặc bạch sắc chiến giáp, cầm trong tay thần binh, phía sau mọc ra một đôi bạch sắc cánh tướng sĩ. Bọn hắn khí tức rất cường đại, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, so như tử thi một dạng, lẳng lặng đứng ở cái kia. Ở những người này dưới lòng bàn chân, nằm vô số thi thể, máu chảy ồ ạt, nhìn thấy mà giật mình. Cùng Tiêu Phàm cùng nhau tiến đến người, sớm đã không thấy thân ảnh, hiển nhiên đã tất cả đều chết hết. Cho dù là những cái kia bị bạch y nữ tử khống chế dị ma, cũng đồng dạng không thể trốn qua một kiếp. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có muốn buông tha tất cả tiến vào thần khư người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nguyên bản thánh khiết hoàn mỹ thiên sứ chi thành, trở nên tường đổ, vết thương chồng chất, hóa thành một vùng phế tích. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, từng tòa huyết sắc cung điện, căn bản không phải cái gì cung điện, mà là một tòa tòa thật to mộ huyệt. Chỉ bất quá, có chút mộ huyệt đã sớm bị mở ra, mà có mộ huyệt căn bản không có cửa vào. Chỉ có Tiêu Phàm tiến vào mộ huyệt có chỗ khác biệt, trên cửa đá phương đường vân cực kỳ đặc thù. Chỉ có đặc biệt người mới có thể tiến vào. Cũng chính là bởi vì như vậy, bạch y nữ tử mới có thể theo số đông nhiều trong huyệt mộ, tìm ra Tiêu Phàm linh hồn phân thân lưu lại mộ huyệt. Thiếu chủ nhân, tiểu tử kia nếu như còn không ra, ta đi giết quang người bên ngoài. Thiên Long gầm nhẹ, không ngừng nịnh nọt bạch y nữ tử. Không cần ngươi động thủ, đến lúc đó ta sẽ tự mình động thủ. Bạch y nữ tử lạnh rên một tiếng. Nàng bố trí nhiều như vậy, không phải là vì lấy được tòa kia trong huyệt mộ đồ vật sao? Bây giờ lại bị Tiêu Phàm nhanh chân đến trước, cái này khiến nàng làm sao không giận. Ầm ầm, đột nhiên, huyết sắc thạch môn hơi hơi chấn động một cái, sau đó lần nữa mở ra, một đạo áo bào đen thân ảnh từ trong huyệt mộ đi ra. Hô hô, lần lượt từng bóng người gào thét mà ra, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm vây chật như nêm cối, khí tức kinh khủng nghiền ép mà tới. Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên thở gấp lên. 400 thượng phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm nhìn lướt qua, trong lòng khẽ run lên. Phải biết, đây cũng không phải là 400 nguyên tôn, cũng không phải 400 thánh tôn A, mà là pháp tôn. Cho dù chính hắn, hiện tại cũng mới vừa mới may mắn đột phá trung phẩm pháp tôn mà thôi. Rất nhanh, Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở bạch y nữ tử trên người, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, làm sao có thể gọi tới nhiều như vậy thượng phẩm pháp tôn, hơn nữa có vẻ như nàng thực lực bản thân cũng không yếu, chính là chân chính thiên tôn cảnh. Tiểu súc sinh, đem tu la tổ ma đồ vật giao ra. Bạch y nữ tử mở miệng, rất là bá đạo. Nàng và Thiên Long đều là thiên tôn cảnh, bên người còn có 400 thượng phẩm pháp tôn, tự nhiên là không sợ một cái trung phẩm pháp tôn cảnh. Hơn nữa, nàng cũng nhìn ra Tiêu Phàm trên người khác biệt. Tiểu tử này tiến vào mộ huyệt thời điểm, mới chỉ là hạ phẩm pháp tôn mà thôi. Nhưng lúc này mới mấy ngày, vậy mà đột phá trung phẩm pháp tôn. Tu la tổ ma đồ vật, thứ gì, Tiêu Phàm hơi sững sờ,
chẳng lẽ mình đem Trấn Thế Đồng quan cho ngươi sao? Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền biết mình hiểu lầm, cái này bạch y nữ tử cho là hắn lấy được chính là Tu La Tổ ma vật truyền thừa. Làm bộ hồ đồ, bạch y nữ tử sắc mặt băng lãnh, tựa như đã mất đi kiên nhẫn. Thật, ta không có lừa ngươi, nơi này không có cái gì Tu La Tổ ma đồ vật. Tiêu Phàm nhún nhún vai, như thực nói ra, ta chỉ là thu hồi bản thân đồ vật mà thôi. Bản thân đồ vật, nghe nói như thế, bạch y nữ tử lập tức cười lạnh liên tục, táng tổ thiên mộ, chính là thượng cổ táng địa, đừng nói cho ta, ngươi là từ thượng cổ sống đến nay. Tiêu Phàm rất là nghiêm túc gật đầu, nhưng ai biết bạch y nữ tử căn bản không tin, vốn muốn cho ngươi chết thống khoái một chút, không nghĩ tới nhưng ngươi lựa chọn sống không bằng chết. Nói xong, bạch y nữ tử lấy tay vung lên, 402 cánh thượng phẩm pháp tôn cảnh thiên nhân tộc bỗng nhiên cùng nhau bộc phát ra kinh khủng linh hồn uy áp, hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà xuống. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là thiên tôn cảnh linh hồn, có lẽ hắn còn biết có chỗ e ngại. Nhưng hắn hiện tại, linh hồn chi lực đạt đến một cái khác cảnh giới hoàn toàn mới a. Bất diệt thánh tổ cảnh, đừng nói là một đám pháp tôn cảnh, liền là chân chính thánh tổ cảnh, cũng chưa chắc có thể dựa vào linh hồn chi lực giết chết hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm có loại cảm giác kỳ lạ, cho dù hắn chết, linh hồn cũng sẽ có cơ hội thức tỉnh. Đây chính là bất diệt thánh tổ cảnh cường đại. Đạt đến cảnh giới này, linh hồn cơ hồ bất diệt, muốn chết cũng khó khăn. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm càng thêm vững tin, lúc trước chết đi những người kia, 89/10 chỉ là ngủ say, tùy thời đều có thể sẽ tỉnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm mặt không biểu tình, bạch y nữ tử đầu tiên là sững sờ. Sau đó vui vẻ, không hổ là Tu La Tổ ma pháp bảo, vậy mà có thể ngăn cản ta Thiên Nguyệt quân đoàn uy áp. Thiên Nguyệt quân đoàn, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, nói như vậy, ngươi là gọi là Thiên Nguyệt. Làm sao ngươi biết, bạch y nữ tử sầm mặt lại, nàng cũng không có nói với bất kỳ người nào qua bản thân danh tự a, gia hỏa này làm sao có thể biết đến. Cũng liền các ngươi thiên nhân tộc, sẽ lấy loại này ngớ ngẩn một dạng danh tự, theo ta thấy, ngươi cái này Thiên Nguyệt quân đoàn. Căn bản mạnh không đến đâu. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời uy áp từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra, dù cho hắn còn không có bộc phát ra toàn bộ thực lực. Nhưng hắn linh hồn lực lượng, cũng đã cho 400 thiên nguyệt quân đoàn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Từng tiếng kêu thảm truyền ra, 400 thiên nguyệt quân đoàn thiên nhân tộc, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị dường như mất đi lực lượng chèo chống. Tựa như rơi sủi cảo rơi xuống mà xuống. Ân, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt, si ngốc nói, ta lợi hại như vậy. Chỉ một thoáng, hắn không khỏi nhìn hai tay của mình, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tin. Hắn là đột phá một cái tiểu cảnh giới, linh hồn chi lực đạt đến bất diệt thánh tổ cảnh. Thế nhưng là, hắn còn không có thi triển toàn lực a, những người này làm sao tất cả đều ngã? Chẳng lẽ những người này là cái này Thiên Nguyệt mời đến khôi hài. Ngươi đừng cho rằng tìm chút người đến diễn kịch, liền có thể để cho ta mê thất bản thân. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Nghe nói như vậy Thiên Nguyệt, trực tiếp xù lông. Ta tìm người bồi ngươi diễn kịch, ta có bệnh sao, ngươi không thấy được, ta là tới giết ngươi a, ngươi giết bọn hắn thì cũng thôi đi, lại còn dám nhục nhã ta. Thiên Long, giết hắn. Thiên Nguyệt triệt để tức giận, tiểu tử này, rất đáng hận. Gào gừ chỉ một thoáng, dưới chân hắn Thiên Long một tiếng rồng gầm, chấn động thiên địa, cuồng bạo lực lượng khiến cho mảnh không gian này đều trở nên vặn vẹo. Tiêu Phàm thân hình khẽ nhúc nhích, đây là hắn lần thứ nhất chân chính cùng thiên tôn cường giả chân diện đối địch. Bất quá trong đầu hắn vẫn như cũ có chút nhớ nhung không hiểu, cái kia 402 cánh thiên nhân tộc, làm sao đột nhiên liền chết đây. Không đợi hắn trầm tư, Thiên Long hạo hãn Long uy đã đánh tới. To lớn ở móng vuốt giận đập mà xuống, cường đại sóng gió ép tới Tiêu Phàm bộ mặt có chút vặn vẹo. Vừa vặn thử xem ta thực lực, Tiêu Phàm cũng không lui lại, mà là trực tiếp nắm tay, một cước đạp vỡ mặt đất, phóng lên tận trời, một quyền nổ tung mà ra. Tiêu Phàm chỉ là đơn giản một quyền, có thể một quyền này, trọn vẹn điều động hắn 20 vạn bản nguyên chi lực. Dù cho chỉ có 8/10 khống chế độ dáng vẻ, nhưng chân chính lực sát thương cũng đạt tới 16 vạn. Thiên Long nhìn thấy Tiêu Phàm dám liều mạng với hắn nhục thân, đỏ thắm con ngươi đều là khinh thường, hắn nhưng là vô thượng kim thân đệ ngũ đoán,
nhục thân cùng lực lượng đều là hắn cường hạng. Một cái nho nhỏ trung phẩm pháp tôn, cũng dám cùng bản thân liều mạng. Nhất định chính là tự tìm cái chết, người nhà nắm đấm, còn không có móng tay của ta đóng lớn đây. Chỉ là, làm Tiêu Phàm nắm đấm chạm đến Thiên Long móng vuốt lúc, nó trong con mắt khinh thường, rất nhanh biến thành rung động. Ngay sau đó, lại bị hoảng hốt thay thế. Nó chỉ cảm giác mình móng vuốt đột nhiên gãy xương nổ tung, liền một cái hô hấp đều không có chịu đựng. Hơn nữa, đối phương quyền cương tốc độ không giảm mảy may, lần nữa đánh vào bụng của hắn. Gào gừ, Thiên Long một tiếng hét thảm, thân thể bay vụt mà lên, cấp tốc đập về phía sâu trong tinh không, chớp mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Yếu như vậy, hắn không phải thiên tôn cảnh sao? Tiêu Phàm nhìn mình nắm đấm, cau mày. Ngay sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu, lại là một cái diễn trò. Hắn thật nghĩ không hiểu, bản thân thực lực có mạnh như vậy sao? Có lẽ đối chiến thiên tôn cảnh không có vấn đề, nhưng cũng không thể trực tiếp miểu sát thiên tôn cảnh a. Nếu như thiên tôn cảnh nhỏ yếu như vậy mà nói, vậy cũng sẽ không trở thành thái cổ thần giới đỉnh cao nhất lực lượng a. Bằng dạng này thực lực, lại như thế nào bảo hộ thái cổ thần giới? Thiên Nguyệt thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong lòng cũng là không rõ kinh ngạc. Nàng cũng nghĩ không rõ, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là trung phẩm pháp tôn, làm sao có thể cường đại như thế. Thiên Long thực lực nàng hiểu rõ, cho dù ở thiên tôn cảnh bên trong, cái kia cũng coi như là cường giả, chí ít sẽ không hạng chót. Nếu như không phải Thiên Long ở bên người nàng ngốc vô số tuế nguyệt, nàng thậm chí sẽ hoài nghi, Thiên Long đang cố ý phối hợp Tiêu Phàm diễn kịch. Nghe được Tiêu Phàm đối thoại, Thiên Nguyệt kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Bản thân mạnh mẽ như vậy trận doanh, trong chớp mắt vậy mà chỉ còn lại có nàng tự mình một người. Tìm càng mạnh chút, Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn lên trời tháng, thần sắc âm lãnh. Được tiểu tử, đừng trang bức. Lúc này, Tế Thiên thanh âm đột nhiên ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Ta trang, Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức, ta giả trang cái gì, bọn họ không phải thiên tôn cảnh sao. Ta liền tính lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng miểu sát mấy trăm thượng phẩm pháp tôn a. Đừng nói 400 người, chính là 4 vạn người, cũng không phải đối thủ của ngươi a. Tế Thiên trợn trắng mắt nói, những người kia, ngươi cũng cần phải phát hiện a, bọn họ ánh mắt đờ đẫn, giống như tử thi một dạng. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn sớm liền phát hiện. Cái kia là bởi vì bọn hắn chính là thi thể, hơn nữa còn là thái cổ thần giới sinh linh thi thể. Chết rồi bị bọn họ cải tạo một phen, rót vào tâm linh trí, biến thành trước người thấy những người kia. Tế Thiên giải thích nói. Cải tạo, Tiêu Phàm giật mình không hiểu. Thượng phẩm pháp tôn cảnh, đều có thể cải tạo đi ra sao? Hắn nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được, trước đó cái kia 400 người, thế nhưng là đầy đủ chân chính thượng phẩm pháp tôn cảnh thực lực a, chí ít cái kia linh hồn chi lực không phải giả. Không sai, bọn họ là người cải tạo. Thiên nhân tộc hẳn là gọi bọn họ là chiến nô, những cái này chiến nô, có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là bọn họ chịu không được thánh tổ cảnh linh hồn uy áp. Trước ngươi sở dĩ có thể giết chết bọn hắn, chính là bằng vào linh hồn chi lực, nếu như liều ngạnh thực lực, ngươi coi như có thể thắng, đoán chừng cũng phải đem mình khoác lên bên trong. Tế Thiên tỉ mỉ giải thích nói. Chiến nô, Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì. Hắn phát hiện, càng là đối thiên nhân tộc hiểu rõ nhiều. Đã cảm thấy thiên nhân tộc càng là thần bí. Chí ít loại này thủ đoạn, dù cho hắn hiện tại dung hợp tất cả ký ức, cũng rất khó làm đến. Lấy ngươi hiện tại lực lượng, đối mặt chiến nô hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao thánh tổ linh hồn chính là bọn hắn khắc tinh, nhưng là... Tế Thiên mở miệng lần nữa. Nói đến đây, ngữ khí biến phải ngưng trọng lên, trừ bỏ chiến nô bên ngoài, còn có một loại càng chỉ sợ quái vật, thiên nô, đó mới là chí mạng nhất. Thiên nô, Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh, chẳng lẽ thiên nô cũng không sợ sợ thánh tổ linh hồn sao? Như ngươi suy nghĩ, thiên nô sẽ không e ngại thánh tổ linh hồn chi lực, bọn chúng là hoàn mỹ máy móc chiến đấu, thậm chí khả năng có được thánh tổ cảnh chiến lực. Cũng chính là bởi vì như vậy, thiên nô cũng không tốt phân biệt, nhưng là bọn họ có một điểm giống nhau, kia liền là đối thiên nhân tộc hết sức chân thành. Tế Thiên lời nói dường như nhiều rất nhiều. Tiêu Phàm tâm thần càng ngưng trọng thêm lên, chiếu người ý tứ, chiến nô chẳng qua là thiên nô tàn thứ phẩm. Không kém bao nhiêu đâu, đúng rồi, mới vừa rồi bị ngươi đánh bay đầu kia thiên long, hẳn là thiên nô.
Tế Thiên lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, hắn không nghĩ tới thiên nhân tộc vậy mà như thế khủng bố. Bàn về cá thể thực lực mà nói, dù cho ma tộc cũng chưa chắc có thể so sánh bọn họ a. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đau cả đầu, ma tộc sự tình còn chưa có giải quyết đây, hiện tại lại toát ra cái thiên nhân tộc. Tiểu súc sinh, ngươi đừng đắc ý. Thiên Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phàm đắc ý, lửa giận liền không chỗ phát tiết. Lời còn chưa dứt, Thiên Nguyệt bỗng nhiên đáp xuống, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi bạch ngọc chi kiếm, rậm rạp chẳng chịt kiếm đạo chi quang giống như mưa rơi kích xạ mà đến. Thiên nhân tộc còn có sẽ kiếm pháp, Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Xòe bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, một đạo kiếm hoa nở rộ, giống như nghịch thiên sông phóng lên tận trời. Sau một khắc, kiếm đạo chi hà cùng kiếm đạo chi quang va chạm, kiếm đạo chi hà trong nháy mắt dung hợp kiếm đạo chi quang, nghịch phạt hướng lên trời tháng. Thiên Nguyệt sắc mặt biến hóa, song cầm mở ra, quỷ dị tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm trước người. Thời không bản nguyên, Tiêu Phàm thầm giật mình. Cái này Thiên Nguyệt, có vẻ như không phải là một bình hoa a, chỉ ít nàng nắm trong tay lực lượng, rất cường đại. Thiếu chủ nhân, ta tới ứng phó hắn. Lúc này, bị Tiêu Phàm đánh bay Thiên Long lại lần nữa bay trở về. Nó bụng chóc ra không ít lân giáp, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại sát khí ngút trời, há mồm phun ra một đạo bạch sắc hỏa diễm, muốn nuốt giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày, trong đầu lại là hồi tưởng lại Tế Thiên lời mới vừa nói qua. Thiên nô mới là kinh khủng nhất, bọn họ đối thiên nhân tộc trung thành tuyệt đối. Ở Tiêu Phàm xem ra, sợ hãi tử vong đối thủ, cũng không phải là kinh khủng bực nào. Đáng sợ chính là, căn bản không biết cái gì gọi là sợ đối thủ. Thiên nô, cũng không phải là không có nhược điểm lớn nhất, chính là nó chủ nhân. Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại, tính táo phân tích. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm. Một đòn sử dụng bản nguyên tuyệt kỹ tuyên cổ thông thông đánh về phía Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt cảm nhận được chí mạng khí tức, muốn thoát đi đã chậm một bước. Cũng đúng lúc này, Thiên Long lần nữa vọt lên, vậy mà thay Thiên Nguyệt chặn lại một kích chí mạng, hơn nữa to lớn đuôi rồng đem Tiêu Phàm đánh bay ra ngoài. Đáng chết, Tiêu Phàm con người phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra muốn giết Thiên Nguyệt, liền phải trước hết là giết ngươi. Thiên nô chân thành. Vượt xa Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Kia Thiên Long, vậy mà thật nguyện ý vì chủ nhân của nó đi chết. Kể từ đó, Tiêu Phàm muốn cầm xuống Thiên Nguyệt, độ khó liền muốn lớn rất nhiều, hắn phải đối mặt thế nhưng là hai cái thiên tôn cường giả. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có sợ hãi chút nào, hắn thực lực bây giờ, nay đã không kém gì thiên tôn cảnh. Huống chi, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Tu La kiếm run lên. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, hắn tốc độ, xa so với thiên tôn cảnh nhanh hơn không ít. Kiếm thể, Tiêu Phàm từng kiếm một chém ra, sát phạt chi khí lăng lệ. Đây không phải đang luận bàn, mà là chân chính thủ đoạn giết người, không phải địch nhân chết, chính là hắn vong. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm luôn cảm giác trong bóng tối có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, đây cũng là hắn vẫn không có trở thành Tu La nguyên nhân. Chẳng lẽ đối phương còn có người? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn xuất thủ lại càng thêm cường thế, kia Thiên Long mạnh mẽ nhục thân, vậy mà ra chóc thịt bong. Tu La kiếm bây giờ có thể không thua bán tổ khí, cho dù ngũ đoán vô thượng kim thân, cũng có thể phá mở. Huống chi, Tiêu Phàm bây giờ nhục thân cũng đạt tới đệ ngũ đoán, không cần thi triển Tu La cửu biến, chỉ cần thôi động vô tận chiến huyết. Hắn nhục thể liền xa so với bình thường đệ ngũ đoán mạnh hơn không ít. Gào gừ Thiên Long bị giết liên tục bại lui, gào thét không thôi. Nguyên bản thánh khiết hoàn mỹ nhục thân, sớm đã máu thịt be bét, tốc độ theo không kịp Tiêu Phàm, cơ hồ chỉ có bị đánh phần. Thiên Nguyệt thỉnh thoảng xuất thủ đánh lén Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm mỗi lần đều tránh đi nàng công kích. Thiên Nguyệt thủ đoạn công kích mặc dù non nớt, nhưng không hề nghi ngờ là cực kỳ chí mạng, không giết chết Thiên Long. Tiêu Phàm sẽ không theo nàng chính diện va chạm. Tuyên cổ thông thông, Tiêu Phàm một trưởng mò xuống, bàng bạc thời không bản nguyên chi lực rảo sát lấy Thiên Long khí tức trên thân không ngừng rơi xuống.
Đột phá trung phẩm pháp tôn cảnh, Tiêu Phàm bản nguyên tuyệt kỹ cũng càng ngày càng cường đại, một chiêu này, đủ để chém dụng Thiên Long 8 vạn năm thọ nguyên. Nhưng mà, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Thiên Long vẻn vẹn chỉ là khí thức rơi xuống, mà cảnh giới vẫn như cũ dừng lại ở thiên tôn cảnh. Chém dụng 8 vạn năm tu vi a, vậy mà không ngớt rơi cảnh giới. Tiêu Phàm, những cái này thiên nô sống cực kỳ lâu dài tuế nguyệt, đừng nói 8 vạn năm, cho dù 80 vạn năm, cũng chưa chắc có thể nhường hắn tu vi rơi xuống. Tế Thiên kịp thời nhắc nhở. Nói như vậy, thời không bản nguyên chi lực, đối bọn hắn vô dụng. Tiêu Phàm cau mày. Cũng không phải nói thời không bản nguyên vô dụng, mà là ngươi cái này bản nguyên tuyệt kỹ quá yếu, đối chiến những người khác vẫn được, đối chiến thiên nhân tộc, mất đi giá trị. Tế Thiên bất đắc dĩ nói. Bản thân bản nguyên tuyệt kỹ quá yếu, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, tuyên cổ thông thông một kích này, cho tới nay đều là không hướng không thắng a, chỗ nào cùng yếu chứ có nửa điểm quan hệ. Bất quá hắn cũng không thể không tiếp thụ sự thật này, thiên nhân tộc sống sót tuế nguyệt lâu đời, nghĩ dựa vào chém dụng bọn hắn tu vi tới giết bọn hắn, có chút ý nghĩ hão huyền. Bản nguyên tuyệt kỹ vô số, người đây chỉ là một loại mà thôi, ta biết thì có không ít so ngươi cường đại. Tế Thiên lại nói, tỷ như đây, Tiêu Phàm khiêm tốn nghe. Chém dụng quá khứ, chém dụng tương lai, đây đều là thời không bản nguyên chi lực tuyệt kỹ, ngươi cẩn thận lĩnh ngộ. Tế Thiên nói ra, mỗi một loại bản nguyên tuyệt kỹ, kỳ thật không phân mạnh yếu, miễn là ngươi lợi dụng tốt, đều là mạnh nhất. Tiêu Phàm nghe vậy, sáng tỏ thông suốt, dường như mở ra thế giới mới đại môn một dạng. Chém dụng quá khứ, chém dụng tương lai. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Chém dụng quá khứ, chẳng phải là vượt qua thời không giết người. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể ở địch nhân nhất yếu ớt thời điểm giết chết hắn. Về phần chém dụng tương lai đã chết, hiện tại cho dù không giết hắn, đoán chừng cũng không thể còn sống. Những năm này một mực chú trọng tăng cao tu vi, lại là không để ý đến bản nguyên tuyệt kỹ cơ bản nhất lực lượng. Tiêu Phàm cảm khái một tiếng. Hắn phát hiện mình có chút xá bản cầu mà cảm giác. Hắn âm thầm phát thệ, sau chiến dịch này, bản thân liền muốn hảo hảo tìm hiểu một chút bản nguyên tuyệt kỹ. Hiện tại hắn vẻn vẹn nắm giữ 3 loại bản nguyên tuyệt kỹ, thủ đoạn công kích lộ ra quá đơn độc. Kiếm phệ, Tiêu Phàm nhanh chóng tập trung ý chí, tất nhiên thời không bản nguyên tuyệt kỹ không làm gì được Thiên Long, cái kia sát lục bản nguyên tuyệt kỹ đây. Vô cùng vô tận sát phạt chi kiếm nở rộ. Cắt Thiên Long nhục thân. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm chán phóng thánh tổ cảnh linh hồn chi lực, gắt gao áp chế Thiên Long. Thiên Long kêu rên không thôi, thân thể bị kiếm khí chém thành vô số đoạn, linh hồn chi lực không ngừng ma diệt. Chỉ chốc lát sau, Thiên Long thân thể triệt để hóa thành mưa máu, linh hồn chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Xa xa Thiên Nguyệt nhìn thấy một màn này, run sợ không thôi, ngươi giết Thiên Long. Nàng nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm không phải một cái trung phẩm pháp tôn cảnh sao, làm sao có thể mạnh như vậy. Nên đến phiên ngươi, Tiêu Phàm lạnh giọng trả lời. Hắn không có buông tha Thiên Nguyệt ý tứ, phụt xuất hiện ở Thiên Nguyệt trước mặt, sát phạt chi kiếm nở rộ, trong phạm vi mấy ngàn dặm, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Thiên Nguyệt muốn chạy trốn, có thể Tiêu Phàm linh hồn chi lực gắt gao áp chế đối phương, Thiên Nguyệt khó có thể di động mảy may. Chỉ một thoáng. Thiên Nguyệt toàn thân nhuốm máu, khí tức càng ngày càng yếu. Nàng làm sao cũng nghĩ không rõ, bản thân vậy mà lại thua ở một cái trung phẩm pháp tôn trong tay, thái cổ thần giới sinh linh, lúc nào trở nên mạnh như vậy. Chết, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một kích chí mạng nở rộ. Thiên Nguyệt con ngươi co rụt lại, trong mắt chỉ thấy một đạo vạn trượng kiếm khí màu đỏ ngòm chém xuống, một kích này nếu như đánh trúng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Nhưng mà, kiếm khí còn không có rơi xuống, liền tại hư không triệt để nổ tung. Kinh khủng khí lãng đem Tiêu Phàm cùng Thiên Nguyệt hai người đồng thời hất bay ra ngoài, Tiêu Phàm càng là ngũ tạng lục phủ bốc lên, một tia máu tươi từ trong miệng tiêu tán mà ra. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng lui sang một bên, cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng hướng về một cái phương hướng. Lúc này, xa xa hư không đột nhiên một trận vặn vẹo. Sau đó một đạo thân ảnh già nua bước ra ngoài. Đó là một cái bạch bào lão giả, tóc trắng lông mi trắng, tóc bạc mặt hồng hào, cùng hư không hòa làm một thể. Nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản không có khả năng phát hiện hắn tồn tại.
Hỏa lão, giết hắn. Thiên Nguyệt nhìn thấy bạch bào lão giả, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tiêu Phàm lại là thần sắc cứng lại, đề phòng tới cực điểm, bán bộ thánh tổ. Đối phương có thể tùy tiện đón lấy hắn một kiếm, không thể nào là thiên tôn cảnh, kể từ đó, chỉ có thể là bán bộ thánh tổ. Là bán bộ thánh tổ, bản nguyên chi lực, hẳn là đạt đến 60 vạn nguyên. Tế Thiên ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái gì là bán bộ thánh tổ? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Bình phán bán bộ thánh tổ thực lực, có hai cái tiêu chuẩn, đệ nhất, nhục thân cường độ đạt tới vô thượng kim thân đệ ngũ đoán, đây là một cái tiền đề. Tế Thiên giải thích nói. Dừng một chút, lại nói, đệ nhị, bản nguyên chi lực vượt qua 40 vạn nguyên, nếu như không có ngũ đoán vô thượng kim thân cường độ, nhục thân không thể thừa nhận 40 vạn nguyên trở lên bản nguyên chi lực lực lượng. Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên thở gấp lên, trầm giọng hỏi, vậy thánh tổ cảnh đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 213.